Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Các bạn thân mến như đã hẹn thì ngay sau đây Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập 2 Cũng chính là tập cuối của chuyện Chúng ta cùng đón nghe và chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận Cũng như đừng quên là đăng ký kênh Tiếp thêm động lực cho Mai cũng như team chuyện Gửi tới các bạn những câu chuyện hay mỗi ngày Tập cuối Ông Thái bà Thu đang tức giận Thì làm gì muốn nghe ai nói Lập tức quát bà Sáu cầm miệng Rồi sai thằng Nô đánh mợ ngay lập tức những lần roi mạnh bạo rơi thẳng xuống cơ thể mợ nhàn bị trói mà không thể phản kháng không thể trốn tránh chỉ có thể lăn lộn dưới nền nhà để cứu bản thân nhưng cũng hoàn toàn vô dụng những lần roi cứ liên tục vụt xuống người mợ mặc mở kêu an kêu cứu nhưng thẳng nô cũng không chút nương tay dùng hết sức lực của người vạm vỡ mà đánh mợ chưa gì bộ bà ba màu xanh lam mợ đang mặc loang màu máu đỏ thẫm Tiếng gào khóc càng lúc càng nhỏ dần đến khi khâu phát ra âm thanh mà thằng nô cũng chưa dừng tay nó hăng hái quất mợ mặc mợ không còn sức mà rãi rủa khi đó bà cẩm vân về tới bà chạy vào quát lớn dừng tay lại mày định đánh chết mợ ba nhà này đấy à thằng nô biết ông chủ thương bà cẩm vân nhất nên e dè nhìn ông thái thấy ông thái gật đầu mới thu lại cây roi thừng đã nhuộm máu bà vân ném cái bóp đầm qua một bên cùng bà sáu đỡ mợ nhàn cởi trói cho mợ nhưng hai mắt mợ từ từ khép lại Ý thức còn đó Nhưng không thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài Cuối cùng lịm dần lịm dần Và bóng đen tĩnh mịch Bà Thu la lên Mấy người làm cái gì thế Có biết nó phạm tội gì không Mà dám mở trói cho nó Ông, ông xem kìa Bà Cẩm Vân đáp Dù có tội gì Có có công lý, có chính quyền, có pháp luật Chỉ không được quyền đánh nó như thế này Hay chỉ muốn nhà này mang tiếng đánh chết con dâu Cho xấu mặt với thiên hạ Cố im đi chính nó với thằng hoàng cho cái con hương uống thuốc phá thai bây giờ con nhỏ đang ngất xỉu trên bệnh viện kia kìa chị có bằng chứng à có bằng chứng không bà thu ném gói thuốc phá thai trước mặt vân đây là thuốc phá thai tìm thấy trong phòng vợ chồng nó chứng cứ dành danh ra đây bà vân không thèm nhặt gói thuốc mà cười khẩy dựa vào một gói thuốc quy chụp nó hại hương em thấy buồn cười thật giờ chẳng nhẽ gói thuốc ở phòng ai người đó chính là chủ mưu à Sao vô lý và ngu xuẩn như vậy Bà Thu chỉ tay bà Vân Rồi quay qua nhìn ông Thái mà cười Ông nghe chưa Vợ nhỏ mà ông cưng chiều chửi tôi và ông ngu xuẩn Ông nghe chưa Nếu là người khác Bất kể là ai Câu nói đó kiểu gì cũng như đòn với ông Nhưng riêng bà Vân Bà ấy chính là ngoại lệ của ông Ông ấy đi lại gần bà Vân hỏi Có phải ai làm gì mình bực bội không Bà Thu tức muốn học máu tươi khỏi họng Bà Vân thì làm mặt giận hờn mình giải quyết chuyện này tôi thấy không thỏa đáng chuyện gì thì cũng còn pháp luật chứ đâu mà mình cho người đánh châm để ngất xỉu thế này cha mà nó bên đó biết được thì làm sao đây bà thu trợn mắt hỏi vậy ai đền mạng cho đứa con trai trong bụng cây hương vợ chồng nó trong mong mấy năm nay bây giờ vừa mới có niềm vui chưa kéo dài đã bị cái loại đàn bà lòng dạ độc ác hại chết cô nói về làm sao hả làm sao con hương đau đớn chưa biết có vượt qua cú sốc này không kia kìa bà vân sai người cõng mợ nhàn vào trong xa bà sáu theo chăm sóc bà thu không cho nó hôm nay phải giải quyết chuyện đến cùng bà vân ném mạnh sợi dây trói mợ trước mặt bà thu rồi đứng bật dậy nói được chị muốn giải quyết đúng không chị nói đi đầu đuôi như thế nào tôi không tin vợ thằng hoàng dám làm chuyện ác nhân thất đức đó thế mà có đấy cái hôm nghe nói nếu Hương sinh được con trai Được tiếp quản sườn gỗ Là tôi thấy sắc mặt chúng nó khang khác Nhưng nào đâu dám nghĩ chúng nó tàn ác như vậy Cắt đứt niềm hy vọng vừa chớm nở Của hai thân già này Còn cô, cô một mực nói chúng bị oan Không lẽ cô biết ai là hung thủ à Hay là chính bản thân cô Đụng đến bà nhỏ Ông Thái quát bà thù Bà nói bậy bạ cái gì thế Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng Cho cháu nội xấu số, số của chúng ta Chuyện này mà không xử lý thỏa đáng tôi không cho qua thấy bà thu làm cứng lên mà cậu khiêm cũng về tới ông thái cũng không ưa mợ nhàn dám bàn tán sau lưng ông nên quyết định giải quyết chuyện này triệt để rõ ràng ông gọi tất cả người ăn kẻ ở trong nhà ra hỏi chuyện trong số đó có người bị thương mua chuộc nên nói lúc con đang hầm gà ác cho mợ tư ăn mợ ba xuống coi sau đó mợ ba sai con ra hái cho mợ ít lá bưởi để mợ tắm lúc con đi hái lá bưởi trong bếp chỉ mình mợ ba ở đó ạ Bà Thu nói Vậy nó canh lúc không người Nó bỏ thuốc hại con nhỏ đây mà Trời ơi Sao tôi ăn ở nhân đức Lại đi rước cái đứa con dâu lỏng lang dạ sói Thâm độc này về nhà Trời đất ơi Hay ai xui biểu nó đi hại con hương Bà Vân nhìn bà Thu diễn kịch mà cười khẩy Rồi bà quay sang hỏi người làm Mày có thấy mợ ba bỏ gì vô nồi gã của mợ tư không? Dạ con không thấy ạ Nhưng những lúc đó dưới bếp có mình mợ ba Mọi người đều đi làm công chuyện hết ạ à lỡ lúc mày đi hai lá bưởi có người bào sao mày hay được chứ có khi mày hại mợ tư cũng không chừng người làm vội vã quỳ xuống thể thốt xin bà nhỏ đừng nói vậy tội nghiệp con con không có lá gan đó và lại mợ tư rất tốt với người ăn kẻ ở trong nhà tụi con ai ai cũng kính trọng mợ tư làm sao dám tâm hại mợ ấy được xin ông về hai bà suy xét cho con con lạy ông lạy bà ông thái kêu thằng nô tạt nước vào mặt mợ nhàn cho mợ tỉnh lại lúc này thân thể mợ đau đớn không tả nổi tuy má con mợ nghèo nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ phải bị đánh đến thê thảm như vậy bà cẩm vân đỡ mợ ngồi dậy rồi nói vào tai mợ đừng sợ có tôi ở đây từ cái ngày mợ biết bà vân thương cậu hoàng trong lòng mợ cũng có một khoảng cách nhất định với bà ấy ai cũng vậy thôi biết người đó có tình ý với chồng mình làm sao vui vẻ với họ được nhưng lúc này Lúc mợ đang thân cô thế cô trong căn nhà này Chỉ có mình bà Vân là đứng lên bảo vệ mợ Bà Vân nói dựa vào gói thuốc trong phòng cậu mợ Không thể quy chụp cậu mợ hại hương Mà mợ cũng thều thào nói Mợ chồng con không có làm Nếu chúng con làm Chúng con đã tiêu hủy tang chứng Ngu gì để trong phòng để mọi người tìm ra Có người vu oan giá họa Đổ tội lên vợ chồng con Cha mà vợ chồng con bị oan Cậu khiêm im lặng lúc này lên tiếng không phải mấy người ngu không tiêu hủy chứng cứ Mà không nghĩ tuyêu cầu bác sĩ tìm ra nguyên nhân xảy thai Cho rằng chỉ là vụ xảy thai thông thường Số thuốc đó giữ lại để hại người tiếp Đúng là biết người biết mặt không biết lòng Bà Thu hồi theo con trai Quy chụp mọi tội trạng lên đầu mợ Mà lúc này nhân chứng vật chứng hướng về mợ Dù mợ thề thốt thế nào Ông Thái bà Thu cũng không tin mợ trong sạch trong nhà này ông thái bà thu và cậu khiêm thì chắc chắn không hại thu hương chỉ còn vợ chồng cậu hoàng và bà nhỏ bà nhỏ không con không cái chẳng có lý do gì hại hương chỉ có cậu hoàng mợ nhàn có động cơ nhất vì cậu mợ chưa có con và vì cái xưởng gỗ đổ sộ mà sát hại đứa bé chưa kịp mở mắt với tội trạng của vợ chồng chúng nó ông phải nghiêm trị mạnh tay mới làm vợ chồng thằng khiêm vơi bớt nỗi đau mất con bà vân cười hỏi Nghiêm trị thế nào hả chị Bà Thu đanh thép Thằng Hoàng làm anh tính tình gian xảo Mưu hại chết cháu ruột Chứng tỏ nhân cách xấu xa Không thể để nó ở nhà này Nếu không không biết sau này Người bị hại tiếp theo là ai Có con Trâm cũng là phụ nữ Nhưng lòng dạ thâm độc Loại đàn bà rắn rết Tốt nhất đánh một trận Rồi trả về nhà cha má nó Không được dung túng Tránh hệ lụy về sau Bà Thu nói xong Bà Vân bật cười Vậy theo lời chị mà làm Nhưng trước khi đánh con châm Đuổi nó về nhà cha má nó Em muốn cho mình và chị coi cái này Chắc chị và mình bất ngờ đấy Bà Thu cảm nhận mùi vị nguy hiểm Từ lời nói của bà Vân Nhưng cũng không biết cái gì Chỉ đánh dương mắt thì bà Vân Sai người pha ấm trà ngon trở kịch hay Ông Thái tò mò Rốt cuộc mình muốn làm gì Bà Vân dịu ông ngồi xuống ghế Mình cứ ngồi xuống đây tôi cho mình xem cái này Chẳng phải trước giờ mình luôn thắc mắc Sao tôi không có bầu bí gì à Vừa nói Bà Vân vừa nhìn phía bà Thu mà cười nửa môi Câu nói cùng hành động Làm bà Thu giật mình Bà như kiểu ngồi trên đống lửa Đang nhen nhóm bùng cháy Sao mình nói thế Trước giờ thầy lang nói cơ thể mình yếu ớt Không thích hợp có thai mà Dạ đúng là cơ thể em yếu ớt Không thích hợp mang thai Nhưng mình từng nghĩ vì sao cơ thể em yếu ớt không Trước đó chẳng phải em rất khỏe mạnh còn gì Ông Thái cau mày không hiểu, bà Vân sai người đi vào phòng lấy cái hộp nhỏ trong hộc tủ. Khi mở cái nắp hộp, thứ bên trong làm bà thu run rẩy, Còn bà Vân hỏi: "Chắc chị nhận ra đây là gì chứ?" Bà Thu nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh: "Làm sao tôi biết đó là cái gì?" "Chị nghĩ trước giờ tôi không biết, chị cho người âm thầm bỏ thuốc độc vào trong thuốc tôi uống à?" "Chị lớn, tôi biết cả đấy, chỉ là tôi không muốn vạch mặt chị, cho em cửa êm nhà." "Chị nghĩ giấy gói được lửa?" Nghe nói thuốc độc Ông Thái liền hỏi đầu đuôi là thế nào Bà Vân đẩy thứ thuốc về phía bà Thu Rồi nói rành mạch từng câu từng chữ Từ ngày em được mình thương đem về đây ở Chị Thu âm thầm bỏ thuốc hại em Bị suy nhược cơ thể Cứ nay ốm mai đau không khỏe mạnh Với cơ thể yếu ớt Dĩ nhiên không thể mang thai Mà có thai cũng không giữ được Em biết hết Nhưng em cũng hiểu chị ấy ganh tị Khi mình yêu thương em Cho nên em không muốn nhà cửa xào xáo Âm thầm chịu đựng bao năm nay nhưng chị Thu thực sự quá tàn nhẫn Muốn dồn em vào đường chết Gần đây chị ấy sai bà lụa bỏ liều mạnh hơn Muốn em nhanh chết hơn Có cái thứ đó Chính là thuốc độc em lấy lấy từ chỗ bà lụa giấu Không tin mình gửi cho người xét lục buồng bà lụa thì biết ngay Ông Thái kêu thẳng nô Và mấy người nữa đi vào buồng bà lụa lục xét Trước sự hoảng sợ Và ánh mắt cầu cứu của bà lụa Bà Thu đứng bật dậy Cô đừng có vu oan cho tôi Tôi hại cô làm cái gì vì chỉ sợ em sinh con Con em được mình yêu thương Tranh quyền quản lý tài sản của nhà này Nên từ ngày em đặt chân về đây Chỉ trượt đường sinh nở của em Tôi tôi không có Có hay không chút nữa rõ thôi ạ Quả nhiên thằng nô tìm được số thuốc Y chang như vậy trong buồng bà lụa Nhất thời bà ta không biết giải thích thế nào Thì dưới nền nhà Mở nhàn vọt miệng Bà đừng nói người ta vu oan cho bà nghe bà lụa Thuốc độc tìm thấy trong phòng bà Chính bà hại bà nhỏ Dĩ nhiên bà không có cái gan đó Phải có ai đó cầm tay chỉ điểm Thì bà mới dám làm Mợ vừa nói Vừa nhìn phía bà Thu Bà Thu quắc mắt Mày câm miệng Cái loại đàn bà độc ác như mày Không có tư cách lên tiếng Bà Vân cười Chị đừng có giận mày hưởng sức khỏe Bình tĩnh Kịch hai còn đằng sau Lúc đó bà Sáu chạy hồng học về tới Sau lưng có ông Thầy lang thân tín nhà ông Thái Bà Vân nhìn ông Thầy lang ông nói hết mọi chuyện cho ông ấy nghe đi. Lúc này, tin bà thu cùng cậu khiêm bà lụa sắp rớt ra ngoài, ông thể lang nhìn bọn họ rồi nhìn bà nhỏ cuối cùng nói: là bà lớn sai tôi bào chế thuốc độc hại bà nhỏ suy nhược cơ thể, khiến bà ấy gầy yếu chết dần chết mòn. là là tôi có tội, xin ông tha cho tôi. khi ông thể lang nói xong, hai chân bà thu đứng chẳng vững, loạn trọn ngã vào vòng tay cậu khiêm. Còn ba lụa khụy xuống nền nhà lạnh toát Đồng thời cậu Hoàng cũng từ ngoài sân chạy ù vào Đầu tóc đầy mồ hôi Khuôn mặt hốt hoảng xa xuống mở nhàn Khoài khắc thấy cậu mở miếu máu Anh về rồi Người ta, người ta bắt nạt tôi Lúc bị đánh đau gần chết mà không uất ức tức tử như bây giờ Nú nị úp mặt và ngực cậu mà khóc Nhìn thân thể dứa máu của mợ Trong lòng cậu đau như ai cầm dao sẻ cậu ngước mắt nhìn ông thái bà thu cậu khiêm và cây roi thừng vươn màu đỏ ấy mà quát lớn tại sao các người đánh cô ấy hả chưa bao giờ mọi người thấy cậu nổi giận như vậy trong mắt hiện lên những tia máu đỏ khiến những người đó cảm thấy mấy phần run sợ giọng cậu như con mãnh thú bị thương thét vang cả núi rừng tôi hỏi sao mấy người dám đánh vợ tôi sao không ai trả lời ông thái lấy lại định thần quát lại cậu mày hét vào mặt ai thế cái đồ mất dạy Lúc này cậu không kiêng rẻ nữa Thẳng thường đáp lại cha mình Người có dạy dỗ đàng hoàng không hành xử thế này Ông Thái tức tối vung chân Đá vào người cậu Hoàng rất mạnh Vừa đá vừa chửi Thằng mất dạy này Mày học cái cách ăn nói hỗn xược như vậy à Vừa nói Ông Thái vừa nè mái mắt phía mợ nhàn Chính lâu đang ám chỉ mợ nhàn ăn nói hỗn xược Lây nhiễm cho cậu Hoàng Như nhìn vợ mình Mình mẩy máu me như vậy Mọi chuyện vượt ngoài sự nhẫn nhịn của cậu Cậu cười khẩy rồi hỏi ngược lại ông Thái Tôi là con của ông Ông nghĩ tôi giống ai May Ông Thái định đá cậu Hoàng tiếp Bà Vân ôm lấy ông Thái rồi kéo ông ra Mình bình tĩnh Việc quan trọng bây giờ chính là vụ thuốc độc Có người hạ độc muốn lấy mạng em kia mình Bà Vân chỉ cần rơi vài giọt nước mắt Ông Thái quính quáng Quay về chuyện hồi nãy Ông nhìn sang mặt bà Thu không còn giọt máu tám phần biết kết quả rồi bà nói đi tôi tôi không biết gì cả là ông ta vu oan cho tôi tôi không có làm những chuyện này bao giờ ông thầy lang thân tín khố núm nói bà thu bỏ ra số tiền lớn thuê ông ta bảo chế loại thuốc độc cho bà nhỏ uống với công dụng từ từ để tránh người khác nghi ngờ ông ta lấy ra mấy món nữ trang cho ông thái coi nói là đồ bà thu cho vợ ông ấy đều là những loại quý hiếm ít ai mà có những thứ khác không nói Những cái vòng cẩm thạch Sợi dây chuyền ngọc trai Ông không bao giờ quên Ông Thái từng tặng cho bà Thu một cái Bà Vân một cái Ý muốn để hai người phụ nữ hòa thuận Bây giờ nó nằm trong tay ông Thầy lang Còn của bà Vân thì y nguyên Ở trong hộp trang sức Ông Thái không kìm được tức giận Tát ngay cho bà Thu một cái nảy lửa cù khuôn mặt đỏ phừng phừng Đồ độc phụ Sao bà ta nát như vậy cú tát quá mạnh khiến bà sách môi dướm máu nhưng cái tát không đau bằng nỗi lòng trong bà vì từ trước đến nay có xảy ra chuyện gì ông luôn chọn đứng về phía con đàn bà kia chứ chưa bao giờ ông đứng về phía bà bà đau như ai rút hết sự sống như ai đó nhấn chìm bà xuống sâu thẳm đại dương không thở nổi đau đớn vô cùng cha chuyện gì từ từ nói ông thái không nể nang gì cậu khiêm ông quát luôn cả con trai cưng Mày không nghe những gì bà ta làm à Đồ độc ác, độc phụ không có lương tâm Thảo nào chữa trị bao năm nay Vẫn không thể khỏe lại Cứ bữa ốm bữa đau Thì ra con đàn bà khốn nạn này làm Ông Thái vô cùng giận dữ Lao vào đánh bà Thu tối tấp Dù cậu khiêm can ngăn Cũng không được cơn sóng giữ trong lòng ông Ông bất chấp những lời cậu khiêm Xin ông dừng tay Ông lao vào đánh bà Thu Người làm ai dám can ông chủ đâu chỉ trơ mắt nhìn bà thu hứng những cú đấm đá túi bụi từ ông thái cũng phải một lúc ông thái mới chịu dừng tay người ngựa bà thu bấy giờ không còn hình dạng của bà chủ sang trọng thay vào đó tóc tai rũ rượi mặt mũi bầm tím cùng nỗi sợ hãi bao quanh ông thái chỉ mặt bà thu nói lớn nói đi bà có làm chuyện gì nữa hả cậu khiêm kéo bà ra sau lưng lúc này cậu muốn bảo vệ bà cũng không được vì nhân chứng có vật chứng có làm sao mà chối tội lại thêm bà vân là minh châu bảo bối trong lòng ông thái ai đụng đến viên ngọc ấy ông thái đều không tha bà thu cũng hiểu như vậy bà ta sợ cậu khiêm vì bênh vực mình sứt mẻ tình cảm cha con sợ bao hy vọng trông mong ông thái dồn cho cậu khiêm bị mai một bà ta đẩy cậu khiêm sang một bên mà cười trong nước mắt đúng là tôi hại nó ông biết vì sao không mọi người im lặng nghe bà thu nói vì tôi hận nó hận nó xuất hiện là ông quên mất ông có người vợ là tôi ông thái ông nghĩ lại đi nghĩ lại xem ông đối xử với nó thế nào có công bằng không trong khi tôi tận tụy cho nhà ông sinh cho ông hai đứa con trai thông minh tài giỏi ông không màng tới ông si mê cái đứa ngang tuổi con gái mình vì nó trẻ trung xinh đẹp à ông đừng quên tôi cũng từng trẻ từng đẹp nhưng thời gian có buông bỏ ai Ai rồi cũng phải già nua sâu xí Mang tiếng vợ lớn Nhưng tôi thậm chí không có được lớn tiếng dạy dỗ vợ nhỏ của chồng Có món ngon vật là ông nghĩ đến nó đầu tiên Chưa bao giờ ông ưu tiên hay bênh vực tôi thay vì nó Còn nhiều lắm Tôi nói cũng chẳng thể nào nói hết uất ức mà tôi chịu đựng bao năm nay Trung quy vì nó mà ra Không có nó Ông không bỏ mặc tôi chăn gối lạnh lùng Cô đơn trong chính cái phòng của mình vừa nói bà thu vừa khóc có lúc kích động quá mà gào lên ánh mắt uất hận hướng về phía bà vân nhìn đôi mắt ấy ai ai cũng thấy sự thù hận dâng cao trong lòng bà vợ lớn mà cũng phải kiếp chồng chung làm sao có sự công bằng kẻ được thương người ôm gối kẻ cười người khóc kẻ ấm gối người khô phòng lẻ loi trong màn đêm lạnh lẽo nhưng mà ông thái không yêu bà thu cho nên dù bà ấy khóc cạn nước mắt hay nói bao nhiêu lời không bằng một lời của người ông thương bà vân sụt sùi khuôn mặt ủy khuất nói em biết chị không thích em nhưng em tự hỏi từ khiêm đặt chân về đây em luôn cung cung kính kính với chị chưa hỗn hào một câu biết chị muốn triệt đường sinh con đẻ cái của em em không dám ho hé nửa lời em không muốn mọi chuyện dối tung vì em em không muốn mình vất vả bên ngoài rồi về nhà không được yên cho nên ngậm đắng nuốt cay chịu đựng ngần ấy năm sao chị cứ dồn em vào đường chết thế em đã không sinh con như ý muốn của chị chị nhất thiết tuyệt tình như thế hả chị thu bà vân nói nước mắt chảy dài ướt khuôn mặt kiểu diễm làm cho ông thái đau lòng ông càng thương yêu người vợ hiểu chuyện này ông ôm bà nhỏ trong lòng sao mình dại thế sao biết mà không chịu nó với tôi em thấy mình đi làm vất vả như vậy em không dám làm mình phiền lòng hơn nào đâu chị Thu Chị ấy, chị ấy thực sự quá tàn nhẫn Mình cứu em đi Em không muốn chết Em không muốn xa mình Những giọt nước mắt không màu Từ khóe mắt bà Vân chảy ra Làm ông Thái căm phẫn Ông lập tức sai thằng Nô lấy roi đánh bà lớn Cậu khiêm can ngăn cha tôi đối không thể làm vậy Mày nghe rõ tội trạng của má mày rồi Hôm nay tao đánh chết con đàn bà ác ôn này Dù má sai Nhưng xin cha nghĩ đến bao năm nay Má cung cúc hầu hạ cho cha, tha thứ cho má một lần. Cha, con xin cha. Thậm chí cậu Khiêm quỷ xuống si đông thái tha cho bà Thu một lần. Cậu Khiêm ít nói nhất, nên khi nói ra cũng có trọng lượng. Nhưng bà Vân đâu dễ dàng tha cho bà Thu. Bà khóc rồi nói. Mình đừng đánh chị ấy, tất cả là lỗi của em. Em không nên xuất hiện trong cái nhà này. Mình ơi, mình cho em đi đi. Em không ở đây làm trướng mắt chị Thu nữa. Bà Vân vừa vùng vằng bỏ chạy. Mà dĩ nhiên ông Thái sao chịu để châu báu ngọc ngà của mình đi Ông ôm trầm cơ thể thon thả thơm phức của bà Vân Em, em sợ lắm, em sợ lắm Thôi nào đừng sợ, có tôi ở đây Ai dám hại mình tôi đánh chết người đó Mình đừng khóc tôi đau lòng đấy Ông lấy khăn lau cho vợ nhỏ Đâu nhìn thấy sự thất vọng não nề trên viền mi vợ lớn Bà Thu cười ha hả, cười chua chát Chua như chính cuộc đời bà ấy Cả đời này Bà chỉ biết một người đàn ông Yêu thương một người đàn ông Nhưng cả đời người đàn ông ấy Chưa bao giờ dành chọn trái tim cho bà Chưa từng Quá đau đớn Những quát hận dồn nén nhiều năm Như giọt nước tràn ly Bà thu bất thình lình cúi xuống Nhặt cây roi thừng nhắm hướng bà nhỏ mặc quật Sở dĩ bà thu làm vậy Vì bà biết ông Thái không tha cho mình Trước khi bị xử tội Bà muốn làm cái chuyện Mà bao nhiêu năm không thể làm chính là đánh người đàn bà đó đánh người đàn bà cướp trái tim chồng mình để bà cô đơn quạnh quẽ những năm qua dĩ nhiên chẳng đánh được mấy roi ông thái sai thằng nô kéo bà thu ra trói ấy lại chính ông thái dùng cây roi đánh bà thu đánh rất mạnh rất nhiều máu bắt đầu túa ra lớp quần áo bà thu mặc cậu khiêm cầu xin không được xông vào ôm lấy má mình hứng những làn roi trí mạng từ ông thái cũng một lúc như vậy Bà nhỏ lên tiếng Ông Thái mới chịu dừng tay Ném cây roi xuống nền nhà Rồi biểu thằng Nô đem bà Thu nhốt vào trong nhà kho Không có lệnh của ông Không ai được mở cửa Nếu ai trái lệnh đánh chết mà không cần báo lại Bị bà Thu lôi đi Miệng không ngừng chửi rủa bà Vân Là hồ ly tinh quyến rũ chồng Chứng kiến toàn bộ câu chuyện Mợ nhàn thấy thương xót thân phận người phụ nữ Cả một đời chỉ có một chốn nương tựa trong khi đàn ông có năm thê bảy tiếp rồi mợ nhìn sang cậu hoàng sau này cậu ấy có như cha cậu không mợ già nua xấu xí cậu đón về cô vợ trẻ trung xinh đẹp như vậy không giải quyết xong vụ bà thu thì lại quay lại vụ mợ hoàng và gói thuốc phá thai bà vân nhớ ông thầy lang coi gói thuốc phá thai ông kiểm tra rất lâu rồi bảo đây là thuốc phá thai cực mạnh chỉ cần người có thai uống một chút cũng không giữ được thai ngoài ra trong đây có chất làm ngăn chặn phụ nữ có thai nghĩa là phụ nữ bình thường uống vào khó có thai ông thể lang đáp bà vân không cần uống chỉ cần để nó bên người thời gian lâu cũng khiến phụ nữ khó mà có thai hoặc là mang thai dị dạng nên là chất cực độc ít ai dám dùng vì chỉ cần sơ sẩy nguy hiểm khôn lường tôi nhớ không lầm người có thứ này chỉ có một người thôi ai thế là ông vương chủ tiệm thuốc bắc trên chợ huyện ấy nhưng không phải ai ông ấy cũng bán ông vương ông vương chẳng phải họ hàng với chị thu nói vậy lẽ nào chị thu muốn hại cháu nội mình ông thái hoang mang không hiểu rốt cuộc là sao ông sai thằng nô đi nhanh lên chợ huyện điều tra xem sự tình thực sự thế nào tại sao câu chuyện càng lúc càng rối rắm thế này trong lúc chờ thằng nô đi điều tra cậu hoàng bất chấp ông thái có cho phép hay không cậu bồng mợ về phòng cởi quần áo mợ ra Nhìn người vợ đầy dẫy vết thương Máu khô đi đọng lại trên làn da đó Cậu đau lòng vô cùng Hận cái người vu oan để mợ bị đánh lên thế này Tôi nhất định lấy lại công bằng cho em Mợ đau Nhưng nghe cậu nói thì ngẩng đầu lên hỏi Anh vừa nói gì Nói lại được không Tôi nói nhất định lấy lại công bằng cho em Không để em bị đòn oan Lần trước đánh em tôi thấy cắn rứt lương tâm Tôi không cho phép ai làm tổn thương đến vợ mình Tuyệt đối không được Nghe cậu nói mợ dù đau đến mấy Cũng quên mất cơn đau Trong lòng lại thấy xốn sang Rộn ràng và hạnh phúc Bị đánh nhưng đổi lại mấy câu này của cậu Mợ thấy cũng không lỗ Bị đánh đến khờ à Sao cười tít mắt thế Anh nói lại câu lúc nãy được không Câu gì Câu anh vừa nói ấy. Này anh yêu tôi rồi à Cậu xoay mợ nằm đàng hoàng Để cậu thoa thuốc mợ không có câu trả lời không chịu nằm yên cho cậu thoa anh nói đi anh yêu tôi rồi đúng không nằm yên đi anh không nói tôi không nằm yên đâu tôi cứ ngọ nguội mãi đấy biết tính mợ cậu mới gật đầu yêu yêu cái tính ngang bướng của cô ngày nào cô không léo nhó bên tai tôi không chịu được tuy câu trả lời không ngọt ngào hay văn vở nhưng mợ cũng rất vui mợ cười tủm tỉm mãi trái tim cũng cứ đập loạn sau đó mợ ngoan ngoãn nằm cho cậu bôi thuốc ở trong bệnh viện Thu Hương được báo tin tiêu hoảng hốt Nhất định đòi về nhà cho bằng được Cô ta nói với ông Thái Không tin bà Thu hại con mình Nên ông Thái cho mình gặp bà Thu Ông Thái nghĩ Hương vừa mất con nên chấp thuận Và cũng an ủi Hương sau này sẽ có con thôi Dưới nhà kho ẩm thấp Hương khóc ngất tới bà Thu Cái thai vốn dĩ không giữ được Cho nên con định dùng cái thai vu oan cho bọn họ Để giúp anh khiêm giữ vững vị trí trong nhà con không ngờ bọn họ điều tra ra chân tướng sự việc Má ơi nếu chuyện này để cha biết cha đánh chết con nghi ngờ luôn cả anh khiêm ảnh hưởng đến chuyện kế thừa tài sản của anh khiêm nhắc đến cậu khiêm bà thu nhất định bảo vệ con đường tiếp quản tài sản này cho con trai bà nhắm mắt rồi nói dù gì má cũng đang có tuổi thêm một tội cũng không sao hương con cố gắng hết lòng phụ giúp chồng để nó thuận tiện kế thừa cái tài sản này không được để rơi vào tay vợ chồng thăng hoàng Vâng, con nhất định dốc sức hỗ trợ anh Khiêm Được rồi, con còn yếu lắm Đi về phòng nghỉ ngơi đi Má bây giờ chỉ muốn yên tĩnh một chút Nhưng chuyện thuốc phá thai tính sao đây má Thằng nô nó lên chợ huyện rồi Bà thu hít sâu Má nhận thay con Chúng ta nhất định phải gọn người ở lại Để trả thù cái bọn đó Nhưng cứ đi đi Má không sao Má chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ một số chuyện Hương luyến tiếc rời đi Gương mặt thấm đẫm nước mắt Khi đi khuất gương mặt đau khổ Nhanh chóng biến đổi thành vẻ mặt khác Cô ta còn nhếch môi đầy ác độc Không lâu sau thằng nô trở về Hắn vào trong kho kiểm tra Hốt hoảng chạy đi gọi ông Ông ơi ông ơi bà chủ treo cổ chết rồi Cái gì Thằng nô run dậy nói Bà, bà, bà lớn bà, bà ai treo cổ chết 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 trong nhà kho Mọi người lao xuống nhà kho Nhìn bà Thu trong tư thế treo lơ lửng Hai chân đung đưa Hai mắt mở thao láo Ông Thái vội vàng sai người đưa bà xuống Nhưng người đã không còn Cậu khiêm gào khóc ôm cơ thể má mình Hương cũng khóc không thua cậu Nhưng khóc bao nhiêu bà Thu cũng chẳng thể sống lại Bà ấy chết thật rồi Thằng nô nhìn thấy mẩu giấy có viên đá đẻ lên nhặt đưa cho ông Thái Trong đó bà thừa nhận chính bà vu oan cho vợ chồng cậu ba để hạ bệ cậu mợ để triệt để con đường thừa kế tài sản của cậu tất cả là chú ý của mình bà cậu khiêm mợ hương hoàn toàn không biết không liên quan chuyện này mà cũng đúng cậu khiêm mợ hương làm sao ra tay với cốt nhục của mình được họ mong chờ còn không hết đọc xong ông thái ném tờ giấy vào gửi cậu khiêm đọc đi đọc để thấy tội ác của má mày chết cũng đáng Cậu khiêm đọc từng chữ Cậu không tin má mình làm vậy Nhưng nếu bà không làm thì sao bà thừa nhận Giờ bà chết rồi Mọi chuyện cũng không còn ai đối chứng Không khí tang thương trong căn nhà họ Nguyễn Cậu Bình khóc nhiều lắm Phải thôi Cậu đi học xa nghe tin dữ tức tốc quay về Nhìn má nằm trên giường Hai mắt nhắm nghiền tay chân lạnh ngắt Cậu gọi thế nào má cũng nằm im Lần này cậu mất má thật rồi Tiếng gào thống khổ của cậu Bình vang vọng khắp căn nhà Cậu Khiêm không khóc Chỉ lặng lẽ đốt giấy tiền vàng Trong lòng có khúc mắc không biết hỏi ai Dù bà Thu có lỗi lầm gì đi chăng nữa Nhưng vì bà có công sinh cho ông Thái hai đứa con trai Và vì thể diện Ông công bố bà bị bệnh qua đời tang lễ diễn ra long trọng Người người đến viếng chật ních sân nhà Dĩ nhiên trong số đông Có người thắc mắc về sự ra đi đột ngột của bà Thu Nhưng không dám hỏi chỉ bàn luận sau lưng. Qua mấy ngày tang lễ, mọi chuyện cơ bản xong xuôi. Bà Thu nằm yên dưới ba tấc đất, cậu Bình cứ khóc mãi và được ông Thái nói rõ nguyên nhân cái chết. Cậu cho rằng vì mình và anh Khiêm nên má mới phải làm mọi chuyện chỉ vì muốn hai anh em cậu được hưởng nhiều tài sản. Cậu khóc, hai mắt bị thế sưng lên. Cụ qua cái chết bà Thu mà cậu Hoàng mợ nhàn được minh oan nhưng chuyện mợ nhàn bị đánh cậu đâu để yên khi tang lễ xong việc đâu vào đấy cậu mới nhắc tới ông thái trước giờ chưa từng xin lỗi ai nên chỉ nhìn mợ nhàn nói lúc đấy mọi tang chứng vật chứng hướng về phía nó ai mà không nghĩ nó hại hương với lại lúc đó nó có thanh minh được nó bị oan đâu cuối nó mình không làm nhưng cha chưa gì cho người đánh cối đến ngất đi nếu hôm đó má nhỏ không về kịp có phải chết trong tay thằng nô luôn không nếu cô ấy thực sự có tội Ít nhất cha phải đợi tôi về chứ Tôi là chồng cô ấy Tôi sống sờ sờ ở đây Chứ cô chết đâu Không ai coi tôi ra cái gì hết vậy Ông Thái cho rằng mình là bậc trưởng bối Không lý nào lại phải đi xin lỗi con dâu Khi đó ai cũng hành xử thế thôi Bây giờ biết nó không có làm là được rồi Cha không thể nói qua loa một lời như vậy là xong Ông Thái cau mày Thế ý mày là gì Mày dạy đời tao đấy à Thấy tình hình cha con căng thẳng Bà Vân cất giọng ngọt ngào Mình à Tôi thấy thằng Hoàng vì nóng ruột Vợ nó bị đánh oan Nên nó sốt sắng như thế Mà mình cũng thế Hôm ấy quả thực quá vội vàng trong xử lý vấn đề Nhưng ai biểu cái người ra tay Khéo léo sắp xếp mọi chuyện như vậy Suy cho cùng cũng không trách mình được Tại mình thương con thương cháu Rồi sót quá hóa mạnh tay Bây giờ mọi chuyện rõ ràng Ai sai đúng đều đưa ra ánh sáng Tôi thấy mình cũng nên có lời an ủi cái chăm Và có gì đó cho con nó đỡ tủi thân Khi thương một người Thì người ta nói gì cũng thấy đúng Trước những lời ngọt ngào đó của bà Vân Ông Thái cho là phải Đúng Do bà ta quá thủ đoạn Làm tôi nhất thời bị bà ta qua mặt Bây giờ mọi chuyện rõ ràng Bà ta cũng trả giá cho tội lỗi của mình gây ra Trả lại sự trong sạch cho cái châm Tôi quyết định giao cho mình Từ đây về sau cai quản mọi chuyện trong nhà Trâm là dâu lớn Phải học dần cai quản chuyện nhà Và cho nó một giải đất đối diện xưởng gỗ Đất chỗ đó không rẻ đâu Cậu Hoàng định lên tiếng không cần Nhưng mà bà Vân và mợ nhàn đồng thời lắc đầu Mợ cầm lấy tay cậu ra hiệu cậu đừng nói Về phòng cậu hỏi Sao mợ không cho cậu làm tới Thì mợ mới bảo Đánh thì cũng đánh rồi Xin lỗi cũng đâu là mọi chuyện quay lại như lúc đầu đâu Thả nhận mảnh đất còn ngon hơn ý thì ít ra phải có lời xin lỗi đàng hoàng với em chứ Anh là con trai ông ấy Không hiểu cha mình à Dễ gì ông ấy chấp nhận xin lỗi con cái Lại còn là con dâu Cho dù biết bản thân sai sờ sờ Thôi kệ đi Được miếng đất thì cũng không uổng ăn đòn hoang Mà nhá Cái thằng nô ấy Nó làm như tôi có thù tám đời với nó Hôm đó nó đánh bằng cả tính mạng luôn Bà mẹ nhà nó chứ Tôi ghim rồi đấy Đang bực nghe mợ nói cậu phì cười Cậu véo véo mặt mợ Đúng là cái đồ tham lam Thấy đất là sáng mắt ngay Ta anh giàu nên anh thấy mảnh đất không là gì thôi Chứ như những người nghèo khổ như chúng tôi à, Có khi làm cả đời không có cục đất chọn chim Nói chim nguyên mảnh đất lớn Có giá trị như vậy Và lại có những chuyện đâu nhất thiết phải hơn thua Chỉ cần mình không quá thiệt thòi Thì ok thôi Cái lý của mợ cũng đúng Ai nói mợ ít học mợ ngu đâu Tính toán thế này cậu còn bái phục ấy chứ Thôi được rồi nghe theo em Mở khoái chí hai tay ôm bên mặt cậu Hay gọi lại đi Cậu kệ mở đang bút ve mình Gọi cái gì Gọi em ơi như vừa gọi ý. Gọi lại đi Thế gọi thế à Mở gật đầu Môi chu chu làm những dợi dây thần kinh kích thích của cậu Hoàng trỗi dậy Không ngần ngại hôn lên đôi môi thực sâu Bàn tay của cậu mở Cả hai lần mò cơ thể nhau Sau đó kích tình nóng hực cả phòng Sau khi thu xếp xong mọi thứ, cậu Bình tiếp tục đi học. Trong nhà có sự thay đổi lớn, từ bà thu quản lý bây giờ giao cho bà nhỏ quyết định mọi việc. Cậu Khiêm và Hương không cam tâm, nhưng trước mắt cũng không thể làm gì, đành nhẫn nhịn chờ thời cơ loại trừ những người không cùng hội cùng thuyền với mình. Dĩ nhiên cái gai lớn nhất chính là cậu Hoàng, vì không có cậu Hoàng, mọi sản nghiệp đều thuộc về bọn họ. Nhưng làm sao để cậu Hoàng không còn tồn tại trên cõi đời này? Mà hiện trường chỉ là tai nạn ngoài ý muốn Để bọn họ đường hoàng thừa kế gia sản này Không bị người đời dèm pha nghi ngờ Nghĩ suốt nhiều ngày nhiều tháng Chưa có kế sách vẹn toàn Thì hôm nay trong lúc ăn cơm Cậu Khiêm nghe cậu Hoàng nói Ngày mai đưa vợ về bên nhà chơi Thăm cha má vợ Vì từ đợt cưới nhau đến giờ Bận bịu nhiều chuyện chưa về được Hôm đám tang bà Thu cũng không nói năng gì với nhau Bây giờ đưa vợ về cho đỡ nhớ nhà Thấy cô hội tới Cậu khi bắt đầu hành động Con đường từ nhà cậu Hoàng Về nhà cha má vợ khá xa Cậu Hoàng muốn có không gian riêng Nên không đem theo người làm Mình cậu với mọ đi xe hơi về Cậu mua bao nhiêu là quà để đầy trên xe Còn mợ nhàn vui mừng Vì sau mấy tháng trời cuối cùng sắp được gặp má Mợ ý hưởng cười suốt Tâm trạng tốt nhìn đâu cũng thấy đẹp Cỏ cây bên đường đẹp Cậu Hoàng càng đẹp Mợ tình dành cho người hôn cậu làm cậu thích thú bảo mợ hôn thêm mấy cái nữa. Hai người cứ cười đùa suốt quãng đường về. Đó là khoảng thời gian vui vẻ, trước khi mây mù sang kín khoe mắt mợ. Vì ngay từ đầu cậu biết mợ không phải hai trăm, nên mợ cũng không còn lo sợ làm sao trốn về thăm má mình. Mợ biểu cậu chạy về thăm má mình trước, rồi quay về nhà ông bà độ sau. Đến nơi, căn nhà cũng được gọi là tương tất đang đóng cửa. Không biết má mợ đi đâu, khẽ đặt đồ đạc trước nhà. Mở nhìn ngó xung quanh thì có người vác cuốc đi ngang Thấy có xe hơi Người ta cũng nán lại nhìn Con nhàn đấy à Mở đi tới thì ra chú Tám Dạ chú ơi chú khỏe không chú Ờ tao khỏe Bay đi đâu má bay chết không về Sao bây giờ mới thấy mặt Nụ cười trên môi mợ đông cứng Cậu hoàng thấy vậy hỏi Chú nói sao Má vợ tôi làm sao Má vợ té ra cậu đây là chồng con nhàn à Cậu ở đâu mà sao má vợ chết lại không biết gì thế Má vợ cậu chết gần 3 tháng nay Người ta không ai biết con nhà ở đâu Mà báo cho nó biết để về đưa tang má nó Đã ra đi lấy chồng à Mà nhìn cậu bảnh trai thế này Có cả xe hơi thì nhà cửa đâu có tệ Sao lại vô tâm đến mức Má vợ chết mà không hay biết gì thế Hai chân mở như không còn sức Hơi thở cũng không nổi Mày cậu Hoàng ôm lấy mở Nếu không mở ngã xuống sân Đầy đất khô cứng này Chuyện gì xảy ra Sao má lại chết không thể nào chứ Mợ không tin Mợ lắc đầu nguội nguội không tin Để khi ông Tám mở cửa ra Trong nhà có cái ban thờ ông nói Bàn thờ má đây này Vô lại bà ấy đi Lúc sống bệnh hoạn đau ốm Tới chết cô đơn quạnh quẽ Con cái không đưa tang Chắc bà ấy nhớ mày lắm đấy nhàn ạ à. Hai đứa vô lại má bay đi Cậu Hoàng dìu mợ vào trong Mợ khóc nức nở gọi má ơi nhưng mà má của mợ vĩnh viễn rời khỏi thế gian vĩnh viễn rời xa mợ tim gan mợ như đứt lìa khỏi cơ thể không còn sự sống ngày đó trời nắng trang trang nhưng trong lòng mợ thê lương đến tuyệt vọng cuối cùng vì không chịu nổi sự đả kích quá lớn mà ngất xỉu trong lòng cậu hoàng rất lâu sau mợ mới tỉnh câu đầu tiên mợ hỏi cậu má đâu cậu thở hát cậu cầm lấy bàn tay mợ a nổi má trả hết nợ ở kiếp này Bây giờ vui vẻ an nhàn trên trời, nhìn xuống theo dõi chúng ta, em mạnh mẽ để má được an lòng. Mở lại khóc, Mợ tưởng chuyện chỉ là giấc mơ, khi mở tỉnh lại, má sẽ ngồi bên cạnh nở nụ cười hiền hòa, hỏi mợ sống bên chồng tốt không. Nhưng hiện thực tàn khốc đến mức làm lồng ngực nhói lên kịch liệt, bao nhiêu hơi thở bị rút sạch, còn lại cơn đau thống trị nơi này. Mợ mất mẹ thật rồi. Một lúc sau, không biết là ai thông báo ông bà độ đi qua nhìn bọn họ mở chừng mắt xông đến quát họ tại sao má tôi chết mấy người hứa chăm sóc má tôi để tôi yên tâm đi lấy chồng tại sao bà ấy chết mấy người nói đi sao má tôi chết thấy mợ kích động ông bà độ biết mình sai nên dịu giọng ta có cho người qua báo cho mày hay nhưng chúng nó đi lạc đường tới khi đến bên đó nghe nói trong nhà có mợ nào có chửa chúng nó tưởng mày cho nên không dám báo Sợ mày sốc quá ảnh hưởng em bé Thôi thì người chết đã chết Tao có cho người qua lại nhang khói cho má mày đàng hoàng Chứ bỏ bê đâu Mợ nhến răng Bà nói chuyện như thế mà nghe được à Lúc bà nhờ tôi lấy chồng dù con gái bà Bà hứa hẹn với tôi cái gì Bà hứa kêu thầy thuốc về trần đoán thuốc thang cho má tôi Sao lúc đó má tôi đổ bệnh Bà không thông báo một lời Hay vốn dĩ vợ chồng bà không đoái hoài đến má tôi Để bái đổ bệnh mà chết đúng không Mày bình tĩnh đi Mở hắt tay bà đổ Bà bỏ ra Tôi đổ lươn lẹo Tôi sẽ đi nói cho bên kia biết Tôi không phải hai trăm Để có ông bà trả lời sao với người ta Đổ gian ác, tham lam khốn nạn Đàn cơn bực, mợ chửi ghê lắm Cậu Hoàng để cho mợ chửi Vì như thế mới giảm được phần nào đau đớn Mợ chịu đựng trong lòng Chỉ sợ mợ không nói không cười Lúc đó mới thực sự kinh khủng Sau hồi la hét chửi rủa Cuối cùng mợ bưng mặt khóc tức tưởi Mở đau đớn tụt đổ trước sự ra đi của má mình Mở tới bầu trời trước mặt ảm đạm tăm tối Mất mẹ, mất đường lối đi về Ông bà Độ biết con dễ phát hiện đây không phải hai châm thì sợ lắm Sợ cậu và gia đình cậu bát chẹt chuyện đánh cháo cô dâu Nên mặt mày lấm lét không dám hó hé một câu Cậu Hoàng nhìn ra điều đó Biết bọn họ không phải người tốt lành Nên yêu cầu bọn họ phải làm giấy tờ Đưa tên mợ nhàn và sổ hộ khẩu trong nhà Mợ nhàn hận bọn họ bỏ bê má mình Nên nói không cần Nhưng cậu khuyên mợ nên làm vậy Phải có giấy tờ lẫn lưng Sau này có khi dùng tới Nhưng mà bà Độ không chịu Bà sợ có tên mợ nhàn trong nhà Sau này ông Độ chết Phải chia tài sản cho mợ nhàn Mợ nhàn nhìn là biết ngay Bà ta nghĩ gì nên nhếch môi Tôi cóc cần đồng nào của nhà bà đâu mà sợ Thế thì mày đừng có nhận cha con Tôi không thèm Tốt nhất hai người biến cho khuất mắt tôi Để tôi điên lên Đừng có trách nước biển lại mặn Biến đi Bọn họ đi rồi mở khóc tức tưởi Cô ôm mợ trong lòng vỗ về tấm lưng run rẩy của mợ Em khóc đi Khóc cho vơi nỗi đau lòng Tôi đây làm chỗ dựa cho em Che chở cho em Tôi lại mấy ngày khương khói cho má mợ Dần dần mợ chấp nhận chuyện bà không còn trên cõi đời. Quá đau lòng, từ người suốt ngày cười nói, mợ trở nên trầm mặc, ngồi bó gối nhớ về ngày má còn sống. Tuy nghèo khổ, nhưng hai má con luôn vui vẻ bên nhau. Bây giờ mợ đã có chồng giàu, được chồng thương, được thành mợ chủ, được ăn trắng mặc trơn, nhưng cái quan trọng nhất trên cuộc đời lại không còn nữa. Má mất thật rồi. Đêm xuống, từng cơn gió lùa vào nhà. Mợ ngồi bó gối trên cái trong tre cũ kỹ mà ngày xưa cũng là cái giường hai má con mợ nằm ngủ. Mợ muốn ngồi đây tìm chút hơi ấm của má, hình ảnh còn trong mắt, nhưng người mãi mãi không còn trên dương thế. Từ đây về sau, trên thế gian rộng lớn, không còn ai hy sinh cho mợ vô điều kiện, không ai xem mợ hơn mạng sống của mình, không còn nữa. Ở một tuần, dù không muốn, nhưng cậu mợ vẫn phải về lại nhà vì công chuyện cậu còn nhiều cậu hứa thường xuyên đưa mợ về hương khói cho má, mợ thở hắt, đôi mắt ngấn lệ nhìn căn nhà dần khuất khỏi tầm mắt, dọc đường mợ không nói không cười trầm mặc, im lặng, vô hồn. cậu an ủi đến mấy, nỗi đau mất mẹ nhất thời chưa nguôi ngoai được, cứ đưa ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. bản thân mợ cũng không biết đang nhìn gì. xe đang chạy bon bon bỗng dừng lại, là mợ giật mình quay sang hỏi cậu, chuyện gì thế? cậu đáp, không biết họ bị gì. Cậu Hoàng bước xuống xe, một người đàn ông gương mặt hớt hải vừa chặn xe cậu, nói bằng hơi thở hổn hển. "Cậu làm ơn giúp chúng tôi, anh em tôi đang đốn củi, em trai tôi bị rắn độc cắn, cậu làm ơn đưa chúng tôi lên nhà ông thầy Lang với." Thấy tình cảnh nguy kịch, người kia nhăn nhó đau đớn, cậu Hoàng vội đỡ người bị rắn cắn kia lên xe, lái theo hướng người anh chỉ. "Sắp tới chưa? Sắp rồi cậu, kia kìa, nhà đó nhà đó." Cậu Hoàng và người anh đỡ người bị rắn cắn đi vào trong căn nhà lá. Mợ nhàn cũng xuống xe định đi theo. Nhưng lúc đó mợ đi mấy bước, mợ có linh cảm bất an. Hai chân mợ như bị ai đó túm không cho đi. Mợ đào mắt nhìn quanh, chỗ này hoang vu hẻo lánh, không nhà cửa gì. Chỉ chờ trọ nhà lá cũ kỹ, nằm loi thoi giữa đồng không mông quạnh. Có phải mợ đa nghi không? Mợ dự cảm không lành không đi vào lúc này bên trong nhà chuyển đến tiếng kêu của cậu hoàng mở vội co chân chạy vào nhìn thấy một nhà mặt tầm năm sáu người đàn ông bọn chúng tay cầm gậy gỗ đánh cậu mở la lên nhưng chỗ này hoang vắng hoàn toàn không ai nghe tiếng mở còn bị một trong năm sáu tên đó lao đến khống chế mở vùng vẫy chống cự nhưng thân gái sao bì với sức đàn ông cao to mở bị án bẻ ngược hai tay ra đằng sau trói vào cột nhà miệng nhét vải không cho la hét Bên này cậu Hoàng sau hồi chống trả kịch liệt bị bọn người đánh gục, đầu bê bết máu. Cậu nhìn phía mợ ư ư a a rồi lịm dần. Thấy cậu xỉu, một tên nói, nhanh lên, mau trói nó chung với con này rồi đốt nhà. Mợ nghề mà cả kinh, hồn siêu phách tán liên tục lóc đầu. Một tên nhìn mợ chăm chăm, con nhỏ này đẹp mà ngon thế, hay quất nó xong rồi giải quyết, chứ để không cũng phí. Không được, có cái gì mà không được, dù sao thì nó cũng chết, ai hay biết đâu. Tụi mày nhìn kìa Tươi xanh mơn mởn thèm bỏ mẹ Mấy tên còn lại bắt đầu chú ý mợ bọn chúng tên nào cũng cao to lực lưỡng Nhưng khuôn mặt thì bạm trợn Dầu dìa bờm sờm Làm mợ đã sợ càng thêm sợ Tao thấy thằng dân nói đúng Con nhỏ ngon như này Không làm gì thì cũng uổng Ai đồng ý ở lại Không ra ngoài tụi tao làm Xong rồi tao gọi Hai trong số sáu tên không đồng ý Nhưng có tất thảy sáu tên Bốn tên muốn chiếm lấy mợ Hai tên kia bực tức Tụi mày thèm khát quá Sau khi có tiền đi kiếm mà chơi Bây giờ nhanh chóng giải quyết chúng nó Nếu để ai phát hiện thì nguy đấy Một tên cười khẩy Chỗ này ma cũng không có Lấy đâu ra người mà chúng mày sợ Nhát gan như vậy cũng đòi làm giang hồ Đi ra ngoài hết đi Tao chơi trước Xong tao gọi thằng kế tiếp Còn ai không muốn ý, thì chuẩn bị củi Xong việc rồi đốt luôn Nghe những lời man sợ Mở vùng vẫy lắc đầu nguội nguội Nhưng bọn chúng cơ bản không quan tâm Cứ dán con mắt vào mợ Bây giờ trong đầu chúng chỉ toàn là dục vọng dâng trào Làm gì quan tâm nhân tính con người Mà nếu có nhân tính không đồng ý nhận giết chết cậu mọ Vì ta xác Sau màn thương lượng mấy tên kia kéo nhau ra ngoài Còn một tên ở lại Mợ khóc nước mắt ướt đẫm khuôn mặt Những cái đó nó càng kích thích hơn Hai tay hắn trà trà vào nhau hai con mắt sáng rỡ Em đừng trách anh Trách thì trách chồng em đắc tội với người ta Người ta mới thuê bọn anh tiễn vợ chồng em về trời Nhưng trước khi đi xa ấy, Anh đem lên 9 tầng mây nhá Hắn nói xong cởi sợi dây khỏi cột nhà Người mợ bị trói chặt Miệng nhét vải không thể nói chuyện Chỉ có thể vùng vẫy lắc đầu Dùng đôi mắt cậu xin hắn Nhưng lúc này thứ hắn quan tâm Cơ thể đằng sau lớp của áo mợ mặc Lúc này hắn cởi được hàng cúc áo của mợ Đưa bàn tay thô kệch Định chạm vào người mợ Thì một tên hớt hải chạy vào Không xong rồi có người đến Chó chúng lại từ châm lửa nhanh lên Cái gì? Người ở đâu ra? Không biết nhưng đang đi về phía này Nhanh nhanh nhanh, chó lại chó lại Nhưng sơ muốn được cái gì đâu Sơ muốn cái con khỉ nhà mày Mày chân trừ người ta phát hiện chết cả lũ Nhanh lên, chó nó vào nhanh lên thằng khốn Luyến tiếc cái gì nữa hả? Tên đó phụ tên dâm tặc kia Chói mợ với cậu với nhau Sau đó mấy tên bên ngoài chạy vào hỏi xong chưa Để châm lửa đốt Khi xác định xong, tên kia nhìn mợ luyến tiếc Nhưng vẫn rời đi sau đó từ đưa khói sộc vào nhà Do nhà bằng lá dừa Nên đám cháy nhanh chóng lao rộng Người mợ bị lửa táp nóng gian Mợ cố mọi cách hất người cậu Như cậu bất tỉnh nhân sự Máu từ trên đầu chảy xuống lem luốc khuôn mặt Ngọn lửa càng lúc cháy lớn Bao vây lấy cậu mợ Khói sộc vào mũi không thở được hô hấp mợ khó khăn, đầu óc mụ mị Hai mắt dần đờ đi Mợ không thấy gì ngoài màu đỏ rực Của đám lửa đang ôm lấy cậu mợ Giây phút mở nghĩ cuộc đời hai người chấm dứt thì có mấy bóng người xông vào. Trong mơ hồ mợ thấy có người tháo dây trói cõng cậu Hoàng trên vai rồi mới hỏi người còn lại. Còn mở ba để tôi vào cứu mời sau. Người kia nói không cần đâu cứ cậu Hoàng được rồi. Mở nhìn bóng dáng bọn họ dần khuất hai mắt không còn mở nổi. Từ 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 nhắm lại hòa và ánh lửa bập bùng. Không biết mơ hay tỉnh mở thấy má thấy bà cười với mở nhưng mợ giang tay thế nào cũng không chạm được vào má mà cố lê lết đến gần cuối cùng sức tàn lực kiệt mắt nhắm nghiền chìm trong bóng đen mịt mù không chút tia sáng sau khi hôn mê cậu tỉnh lại trước mặt cậu là ông thái bà vân và hương cậu nhìn tất cả như không thấy mợ vợ vợ đâu ông thái thở dài còn bà vân an ủi sống chết có số tôi tin hai trăm trên trời đang nhìn xuống bà vân nói nhiều nhưng tai cậu ù đi đang đau đớn toàn thân muốn bật dậy Bà Vân ấn cậu Hoàng Cậu mới hỏi Cô ấy làm sao? Làm sao? Hương đáp Đám cháy lớn chỉ cứu được anh Còn chị ba bị chìm trong đó Cháy thành cho bụi Anh hôn mê lâu nay giờ mới tỉnh Mọi người còn tưởng không cứu được anh Mà anh tỉnh lại rồi anh ba Anh ba, anh nén đau buồn Lồng ngực cậu Hoàng thắt nghẹn Hô hấp nhưng ngừng lại Cậu không tin, cậu muốn đi tìm mợ Nhưng ông Thái, bà Vân, của bác sĩ ngăn cậu nó cậu bị bỏng và còn rất yếu Cần phải lại theo dõi điều trị Nhưng cậu làm sao còn tâm trí nào điều trị Khi nghe hung tin đó Trái tim cậu như vỡ ra hàng trăm mảnh nhỏ Tuy lấy nhau chưa đầy một năm Nhưng tình cảm hai người sâu dày Thông cảm thấu hiểu nhau Tại sao đang tốt đẹp mợ lìa xa cậu chứ Do quá đau đớn Bỗng dưng cậu thấy khó xử rồi ngất xỉu Lúc này bên ngoài hành lang Ông Thái thở dài thường thượt dù ông ấy không thương cậu hoàng nhiều như cậu khiêm cậu bình nhưng dù sao cũng là núm ruột của ông hỏi sao không đau lòng chứ ông thái đau lòng bà vân thì càng đau lòng hơn từ đó đến nay chưa bao giờ trong lòng người phụ nữ ngừng thương cậu hoàng lấy ông thái chẳng qua là con đường duy nhất để bà gần gũi bên cạnh người mình thương dù ông cưng chiều bà như bà hoàng đáp ứng mọi yêu cầu của bà nhưng trái tim có lối đi riêng của nó lối đi chỉ hướng về cậu hoàng dù cậu chưa từng đáp lại Đúng là ngang trái vậy đấy Thời gian nằm trong bệnh viện Cậu Hoàng im lặng như pho tượng Ban đầu cậu nhất mực đòi về tìm mợ Nhưng rồi một người nói Hai người nói, nhiều người nói Cả cha má vợ cậu cũng vào thăm Xác nhận mợ bị chết cháy Thì cậu đúng là cái xác không hồn Chẳng thiết tha cái gì nữa cả Cuộc đời cậu trải qua nhiều chuyện đau đớn Nhưng chưa bao giờ cậu thấy nó đau như thế này Lúc má cậu chết Cậu mới chào đời nên chưa hiểu cảm giác Mất người mình yêu thương thế nào Bây giờ cậu hiểu Đau đến tê dại để không quan tâm nổi chuyện gì Không nhận ra ngày sáng hay tối Ngày hay đêm Trong đầu cậu toàn hình ảnh tinh nghịch của mợ Ảnh mợ cười Mợ chui môi hôn trộm cậu Rồi giọng mợ vang vang bên tai cậu Tôi thì anh cũng đẹp trai Nè anh Hoàng Sau khi anh trả thù cho má xong Tôi đẻ cho anh bốn năm đứa Còn đông vui cửa vui nhà anh chịu không mà anh không chịu thì tôi cũng đẻ Tôi đố anh đường nào dài nhất Còn nếu lúc ấy cậu lắc đầu ra bộ không biết Mở gian manh ghé vào tai cậu Đường tình của chúng ta đấy Cậu nghe khoái lắm như giả bộ nói Đàn bà có gái Chả biết mắc cỡ là thế nào hết ý Cậu bĩu môi Sau đó mở bảo Chồng tôi tôi nói mắc gì mắc cỡ Tôi nói với chồng người ta đâu Ai dám cười tôi tôi vả cho rách miệng Cô ghê gớm thật Như thế mới vừa mấy anh anh đẹp trai ngồi người thế này Không kìm chế anh Anh dẫn mấy con vợ về cho tôi hầu à Mợ có nói nhiều lắm Những hình ảnh cùng lời nói vang vọng trong đầu cậu Mọi chuyện cứ như mới diễn ra hôm qua Nụ cười hồn nhiên mợ trước mắt Thế mà cậu đưa tay ra ôm lấy mợ Chỉ có một khoảng không Chẳng có mợ Người ta nói mợ đi rồi Bệnh viện không về bên cậu Nước mắt cậu chảy xuống Đó là lần đầu tiên người ta thấy cậu khóc cũng đủ hiểu cậu đối với mợ tình sâu nghĩa nặng thế nào Thế cậu như vậy Bà Vân nhân lúc không có ai thủ thỉ với cậu Tôi biết cậu đau lòng Nhưng người chết đã chết Không thể sống lại Cái duy nhất an ủi hương hồn cô ấy Cậu phải sốc lại tinh thần Đừng mãi chìm đắm trong đau khổ Không cái nhà này sớm muộn Cũng rơi vào tay thằng Khiêm Hoàng nghe tôi đừng như thế nữa Nhìn cậu như vậy tôi tôi đau lòng lắm Cậu nghe tôi nói không chuyện xảy ra không ai mong muốn nếu cậu uất thế này hai trăm trên trời cũng không vui được lúc này cậu mới chịu mở miệng không phải không ai mong muốn có người sát hại chúng tôi cái gì cậu nói rõ xem có người lừa chúng tôi đến đó rồi ra tay không cần nói nhiều với đầu óc của mình bà vân suy đoán kẻ đó là ai nhưng chuyện hệ trọng không thể đem suy đoán của mình mà nói được người ta phải có bằng chứng mới định tội được nếu đã vậy cậu phải vực dậy để trả thù kẻ hại hai người Nếu cậu cứ thế này Thì đúng ý kẻ hại cậu đấy Đúng tôi phải trả thù cho cô ấy Tôi nhất định khiến nó trả giá Hà mắt cậu đỏ lên Khôi mặt tràn ngập thù hận Hai bàn tay cuộn chặt hình quả đấm Cái chết của mợ Chính là giới hạn lương thiện cuối cùng của cậu Nếu họ dồn cậu vào đường cùng Đừng hy vọng cậu nương tay dù tôi chuyện này Cậu nói đi tôi nhất định hết sức Cậu xoay qua nhìn bà Vân, ghé vào tai bà mấy chữ. Bà Vân gật đầu, "Được, cứ giao cho tôi." Cậu Hoàng đang u uất bỗng trở lại trạng thái bình thường khiến cho vài người lo lắng. Hôm ấy cậu không chết khiến bọn họ tức điên đi được. Định nhân lúc cậu hôn mê trong bệnh viện mà ra tay, tuy nhiên bà Vân cho người túc trực nghiêm ngặt, có người muốn thủ tiêu cậu cũng không có cơ hội đành nhẫn nhịn chờ thời cơ khác. Vì sức khỏe chưa ổn định, ông bảo cậu Hoàng nghỉ ngơi thêm. Nhưng cậu nói mình ổn rồi Có thể đi làm như bình thường Cậu muốn tập trung công việc để không chìm đắm Trong nỗi nhớ người vợ xấu số Dĩ nhiên ông Thái cũng chấp thuận Những ngày sau đấy cậu ít nói lắm Ngoài công việc thì khi về Cậu luôn đóng chặt cửa phòng ngắm nhìn bộ quần áo của mợ Đêm đêm cậu ôm gối nằm tưởng mợ Những giấc ngủ chập chờn trong đêm tĩnh lặng Cậu thấy vợ Nghe tiếng mợ gọi mợ cười Nhưng khi tỉnh giấc chỉ là mơ vội vã thôi Cậu nhớ mợ Nhớ đến phát khóc rồi Đúng, cậu đã khóc Người đàn ông có bề ngoài cao lớn Bật khóc như đứa trẻ Tim đau, lòng quản thắt Chỉ ước mọi chuyện chỉ là giấc mơ Cậu ngủ một giấc tỉnh dậy Thấy mợ nằm cạnh Nghe giọng cười giòn tan của mợ Hay những câu nói ngô nghê của mợ Chắc cậu hạnh phúc vô bờ bến Tuy nhiên sự thực nó nghiệt ngã Khiến lòng cậu đau hơn Cậu ở đây mà mợ đâu mất rồi Một tháng sau đấy bà vân trên tỉnh mua đồ dẫn về một phụ nữ nói với ông thái họ hàng xa đưa về đây phụ giúp việc nhà mà trong thời gian này bên nhà hương có chuyện nghe nói cha hương hấp hối nên hai vợ chồng khăn gói về bên đó không lâu sau cha hương tuổi cao sức yếu qua đời hơn nửa tháng sau mọi chuyện cơ bản xong xuôi cậu khiêm mới về nhà trước hương ở lại an ủi má lúc cậu khiêm về nhà vừa đặt chân xuống xe thấy một dáng dấp đang quét sân Cậu ngơ ngỡ gió rén đi tới Nghe tiếng động Người phụ nữ đồng thời quay lại Thì đánh rơi luôn cây chổi trên tay Cậu khiêm cũng đứng hình một lúc Sao em ở đây Em còn cậu sao ở đây Đây là nhà tôi Cái gì nhà cậu Cậu khiêm gật đầu Hai người không hiểu chuyện gì Thì bà Vân từ trong nhà đi ra giới thiệu Khiêm về rồi à Hương nay còn bên đó à Cố ở lại cho má đỡ buồn Cũng nên như thế À đúng rồi, giới thiệu về con Đây là cây xuyến, bà con xa của má Về đây phụ giúp má một tay Còn đây là Khiêm, con trai thứ tư trong nhà Xuyến cúi thấp đầu chào cậu tư Rồi tiếp tục quét sân, che giấu đôi tay run lên Cậu Khiêm lặng lẽ đi vào trong Chỉ bà Vân là nở nụ cười đắc ý Buổi chiều khi ông Thái cậu Hoàng về Trong lúc ăn cơm bà Vân nói Bà Sáu chăm sóc thằng Hoàng từ nhỏ đến lớn Nay cũng có tuổi nên cô xin được nghỉ Tôi thấy cũng phải mình ạ, bà ấy lớn tuổi, cũng không còn nhanh nhẹn như xưa, cũng đến lúc được nghỉ ngơi. Tôi định cho bà ấy một số tiền để bà ấy dưỡng già, cũng là chút tấm lòng bà ấy chăm sóc thằng Hoàng bao năm nay. Ông Thái nghe hợp lý lên gật đầu, chuyện đó sao cho bà Vân giải quyết. Bà nói thêm, sẵn đây em thưa với mình một chuyện, là con Xuyến cháu họ em ấy Nhắc tên Xuyến, cơ miệng đang nhai cơm của cậu Khiêm khựng lại. Tuy không nhìn lên Nhưng hai lỗ tai lắng nghe từng chữ mà bà má nhỏ nói Có Xuyến là người chín chắn Lại cần mẫn được việc Em tính để cái Xuyến thay thế bà Sáu hầu hạ thằng Hoàng Dù sao cần có người sai vặt mà Mình thấy em sắp xếp thế được không ạ Ông Thái chưa kịp nói Cậu Khiêm không kìm chế được Không được Sao lại không Tại tôi thấy dù sao cũng mới về Còn nhiều cái bỡ ngỡ Anh ba lại kỹ tính sợ là không thích hợp Cậu Hoàng vọt miệng nói ngay anh thấy được, nhanh nhẹn chín chắn sạch sẽ. Má nhỏ cứ quyết định vậy đi ạ. Được rồi, thế từ nay con xuyến theo hầu cậu ba. Được việc tao gả luôn cho cậu ba luôn đấy. Liên quan người thương nên cậu khiêm kiệm lời hôm nay lại nói nhiều hơn hẳn. Cha, con thấy chuyện này không thích hợp đâu ạ. Dù sao là bà con của má nhỏ lại đi theo hầu hạ anh ba là thế nào? Để người ta biết, nói nhà mình không coi trọng bà con. Nếu anh ba thích người chín chắn, em tìm cho anh ba một người nhanh yêu cầu có về cô xuyến thì ở cho ít hôm với má nhỏ là được mà không để ông thái lên tiếng bà vân liền đáp cậu hoàn cảnh con xuyến khổ lắm chồng chết con còn nhỏ dại mà thương mà đem về đây cho nó có nơi ăn trốn ở và làm việc nuôi con nếu nó được may mắn hầu hạ thằng hoàng nhà mình thì cũng đang giúp nó có tiền nuôi con phước đức mà vừa nói bà vừa gắp thức ăn cho ông thái ông gật gù ừ mình nói phải đấy đã là bà con của mình thì cũng là bà con của tôi Giúp được cái gì thì mình giúp Thôi thì cứ quyết định vậy nhé Ông Thái nói thế Cậu Khiêm không có lý do gì để thắc mắc Tránh cơm đang ăn trở nên khô khóc nuốt không nổi Đợi đêm khuya cậu gõ cửa phòng Gọi Xuyến ra ngoài nói chuyện Phải hỏi rõ ngọn ngành vì sao ở đây Có ý muốn kêu Xuyến nghỉ việc Xuyến thở dài Nhìn vào giường có con trai đang ngủ Anh biết hoàn cảnh của em đấy Một mẹ một con nếu không đi làm sao mà sống à Anh gửi tiền cho em Nghe anh đi Xuyến Em không thể ở đây được Xuyến nhìn cậu rồi hỏi Anh không muốn bên cạnh em mà, Hay anh sợ vợ anh phát hiện Không phải thế Anh muốn bên cạnh em Nhưng không phải trường hợp thế này Đợi anh thu xếp một số việc Sau anh đề cập chuyện đón em về đây Thực ra nếu em không nói Em không nói Không ai biết quan hệ của chúng ta Em muốn gần anh chăm sóc anh Lấy lòng cha má anh Em muốn tạo thiện cảm với người lớn sau này khi đề cập chuyện chúng ta cũng dễ hơn nhưng nếu vậy em rất vất vả anh không muốn thấy em vất vả duyên lắc đầu môi khẽ nở nụ cười được bên anh em thấy vất vả gì đâu ngược lại em thấy vui chứ nghe lời tình cảm đó cơ mặt cậu giãn ra choàng tay ôm lấy người mình thương trong lòng thôi được rồi Vậy em chịu khó một thời gian hiện anh đang chịu tang má và cha vợ mới mất ít gì cũng hết một năm mới danh chính ngôn thuận đón em em dáng chờ anh anh nhất định cho em danh phận đàng hoàng và yêu thương em suốt cả đời này xuyến nép vào lòng cậu khiêm khẽ dạ một tiếng hai người ôm lấy nhau sau đó động tình hai cơ thể quấn lấy nhau trong căn phòng của xuyến để khi trời sáng rồi cậu mới đi về phòng chuyện đấy cậu hoàng thấy hết cậu nhếch môi cười vì tất cả nằm trong dự liệu tao nhất định cho mày nếm mùi đau khổ khi mất đi người mình yêu thương thằng khốn mày đợi đấy dù biết rõ mối quan hệ cậu Khiêm và Xuyến Nhưng cậu Hoàng của bà nhỏ không hề vạch trần mà làm như không biết Mặc cho bọn họ nhân lúc không có Hương ở nhà hoan lạc mây mưa với nhau Được tầm 10 ngày sau Hương về Hương biết chồng mình thương người phụ nữ khác Nhưng chưa bao giờ gặp mặt Chỉ biết cô đó từng có một đời chồng Một đứa con trai mấy tuổi Người ta nói phụ nữ thường có giác quan thứ sáu Hương cảm thấy mối quan hệ của chồng mình với người làm Xuyến này không được bình thường Hương cố gắng quan sát Có điều không tìm ra manh mối Hương thở dài Có khi nào mình đang nghi không Nghĩ gì tận thờ thế Hương Tiếng bà nhỏ kéo cô về thực tại Hương là người nhanh nhẹn Nên đáp rất khéo à, Con nhớ cha con ạ Má nhỏ chưa đi nghỉ à Hôm nay trang tròn đẹp Nên muốn ngắm chút thôi Mà con đừng đau lòng Cha con lớn tuổi lại đau bệnh nhiều năm Như vậy coi như giúp ông ấy giải thoát Không còn đau đớn Có coi, coi kìa vì đau lòng mà tiểu tụy quá Thằng Khiêm phong độ ngời ngời Con chìm đắm trong đau khổ thế này Có khi mất chồng như chơi đấy Sẵn đầy Hương mới hỏi về Xuyến Cái chị Xuyến đó Bà con xa của má à Sao con chưa nghe má nhắc bao giờ Vì bình thường không gặp nên má không nhắc Lần trước lên tỉnh mua đồ Vô tình gặp hai má con nó Đang làm mướn cho người ta Nên má mới đem về đây Bà sáu già rồi Tay chân không nhanh nhẹn Mắt cũng không tin tưởng lại thêm chị ba vừa mất có người cẩn thận như xuyến hầu hạ mà cũng yên tâm nếu mà được má xin cho cha con cưới cái xuyến cho thằng hoàng làm vợ nhỏ tuy nó không có ra thế nhưng được cái riêng năng cẩn mẫn thích hợp để hầu hạ thằng hoàng cha con ông ấy nói tùy thằng hoàng nhưng chỉ cho cái xuyến làm vợ nhỏ vợ lớn để qua vài năm cha con ông ấy tính sau nghe vậy xuyến thở vào cô ta cho rằng mình nghĩ nhiều như đêm đó khi cả hai lên giường Hương lần nữa thăm dò cậu Khiêm Lúc này em nghe má nhỏ nói Để gả cháu gái mình cho anh Hoàng làm vợ nhỏ Đợi qua vài năm mãn tang chị Trâm thì tổ chức Cậu Khiêm cẩn thận dè dặt trong từng lời nói Nhưng khi bước chân vào đường tình Thì dễ mắc bẫy như ai Cái gì? Cưới cho anh Hoàng á Chị Trâm mới chết, mộ còn chưa xanh cỏ Thì cưới xin cái gì Thì em mới nói là qua một năm Với lại cũng chỉ là vợ nhỏ Kiểu để có người phục vụ hầu hạ anh ấy chỉ đời nào ba cho làm vợ lớn Khác nào bôi cho chát chấu nhà mình đâu Người như vậy là sao Thì chỉ một đời chồng Lại có con riêng rồi Gia cảnh nghèo hèn không học thức Nói chung chẳng có gì môn đăng hộ đối nhà mình Dĩ nhiên cha không cưới làm vợ chính thức của anh Hoàng Cũng là điều dễ hiểu mà Cậu khiêm nhách môi Có những người gia đình quyền quý được ăn học đàng hoàng Nhưng sống có ra cái gì đâu Nói xong cậu quay lưng hướng mặt ra cửa Để lại cho Hương tấm lưng rộng lớn Như lạnh lẽo tột cùng Hương hít sâu Để nén sự tự tôn của bản thân mà ôm cậu Thế mà cậu gạt tay nói Ngủ đi tôi mệt rồi Cánh tay Hương giữa không chung Giống như tình cảnh cô ta hiện tại Tiến không được lùi không xong Tính ra xuyến ở đây một thời gian Công việc chính hầu hạ cậu Hoàng Từ quần áo đến dọn dẹp phòng ốc Và làm những chuyện cậu xa biểu Hôm nay đang lúc lui cui sắp xếp quần áo Lúc này cậu Hoàng đưa cho Xuyến mấy sắc vải Đi hỏi má nhỏ chỗ nào may đồ đẹp May mấy bộ mà mặc Xuyến nhìn vào cũng biết đây là loại vải đắt tiền Nên không dám nhận Dạ tôi không dám nhận đâu cậu ơi Phải này mắc tiền lắm Là tôi thưởng cho cô Thời gian qua làm việc chăm chỉ tôi cũng vừa ý Đây là ít bánh tây cho thằng bé nó ăn Có cả đồ chơi đấy Chơi cho đỡ buồn Chưa giờ chưa từng ai quan tâm mẹ con Xuyến nhiều Và tinh tế như cậu Cậu khiêm cũng chỉ quan tâm Xuyến Ít khi đề cập con riêng của cô dù cậu nói cậu thương thằng bé như con ruột Nhưng chưa bao giờ mua cho nó cái gì Trong lòng Xuyến Vừa cảm kích cậu Hoàng Vừa thấy người đàn ông này thực ấm áp Ai lấy được cậu đúng là có phúc Người ta nói người đẹp vì lụa Sau khi mai quần áo mới Xuyến như trở thành người khác Quần áo đẹp Đeo đôi bông tai và vài sợi dây chuyền bà nhỏ cho Nhìn cô như mọi chủ Chứ không giống người làm trong nhà Đến mức cậu khiêm ngẩn ngơ mà quên đi hương ngồi cạnh biết là bà con xa của má như người làm ăn mặc rồi đeo trang sức thế này con thấy không phù hợp ý ạ cậu hoàng lên tiếng có gì không hợp tôi thấy đẹp mà ngày mai tôi lên tỉnh tôi mua cho vài sắp vải nghe nói có loại vải hoa mới ra phụ nữ trên tỉnh đang chuộng lắm hương giả lả anh ba tốt với xuyến như thế hay là có ý gì cậu hoàng không phủ nhận không vừa nhận chỉ cười lấp lửng làm cho mặt mũi khiêm tối sầm lại sau đó mắng hương nói bậy nói bạ Chị Trâm mới mất chưa tròn năm Anh Hoàng Sa có ý gì chứ Nhưng nói đi cũng phải nói lại Xuyến dù là bà con với má nhỏ Nhưng ăn mặc giản dị chút thì sẽ tốt hơn Cậu Hoàng cười ẩn ý Người của anh, anh tự biết mà Chú Tư cũng không cần nhọc lòng quan tâm Ngược lại anh thấy Hương hơi gầy đấy Chú xem bồi bổ cho vợ Xuyến này, theo tôi Thấy người mình yêu Suốt ngày theo hầu hạ phục vụ người mình ghét nhất Cậu khiêm bắt đầu trột dạ Sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy Cho nên đêm đó khi thấy Hương ngủ say Cậu giòn rén mò qua phòng Xuyến gõ cửa ba cái Đó cũng là mật khẩu của bọn họ Xuyến mở cửa Cậu khiêm nhanh chóng lách vào trong Ôm ấp nhân tình như bị Xuyến đẩy ra Say sang đây Lỡ Cô ngủ rồi không biết gì đâu Em làm sao thế Em không sao Tại em sợ vợ anh phát hiện Xuyến Gần đây anh thấy em khác lắm Có chuyện gì à Em Em vẫn vậy mà Thực ra cậu khiêm đoán đúng Thời gian vừa qua tiếp xúc với cậu Hoàng Trong lòng xuyến sinh cảm giác so sánh Cậu Hoàng, cậu khiêm Ai cũng đẹp trai cao giáo Nhưng so sánh cậu Hoàng tinh tế hơn Nói chuyện dịu dàng hơn Đặc biệt vợ cậu mất rồi Không như cậu khiêm còn ràng buộc vợ lớn Nếu đêm hai người cơn đo đong đếm Xuyến thấy sự tranh lệch Nếu... Nếu như được gả cho cậu Hoàng Thì cũng là chuyện tốt Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu Xuyến vì trong lòng vẫn còn tình cảm với cậu Khiêm Hai loại cảm giác cứ lẩn vẩn trong đầu Làm Duyên không biết nên làm sao Nên cố gắng chờ đợi cậu Khiêm thuyết phục cha mình Hay là tìm cho bản thân và con trai chỗ nương tựa tốt hơn Duyên à nghe anh Nghỉ việc ở đây đi em Sao thế? Đang nghe đang lành sao nghỉ việc? Em không cần biết Chỉ cần nghe anh nghỉ việc Anh mua cho em căn nhà nhỏ ở trên tỉnh để hai mẹ con ở Anh cũng tiện lên xuống Không cần ở đây hầu hạ ai hết nhưng em thấy anh Hoàng cũng tốt mà Cậu khiêm nhíu mày Em biết cái gì mà khai nó Em ở đây một thời gian Anh Hoàng tốt với mẹ con em lắm Em nói vậy là sao Chẳng nhẽ anh không tốt với em à Xuyến ngẩng đầu nhìn cậu khiêm Em muốn hỏi anh Em phải đợi anh đến bao giờ Thanh xuân phụ nữ có hạn Em lại hơn tuổi anh Em không thể chờ đợi Mà không biết phải chờ đợi đến bao giờ Anh cho em thời gian được không Cậu khiêm nhất thời lúng túng Bởi vì hôm trước cậu nói với ông Thái chưa gì ông cắt lời Không đồng ý cho cậu cưới người từng có chồng Từng có con riêng làm vợ lẽ Cậu nhíu mày Vậy sao khi má nhỏ nói Gả cháu gái cho anh Hoàng cha lại đồng ý Người đó chẳng phải cũng có chồng có con à Ông Thái đáp Thằng Hoàng khác con khác Cha trông mong kỳ vọng vào con Mong muốn con cưới một người có thể giúp ích cho con sau này Không thể đi cưới một đứa qua đời chồng như vậy Nhất định không được Người khác nhìn vào cười chúng ta đấy Lúc trước con đi theo cha má Cưới người con không yêu Xin cha cho con được lấy người con thương Mọi chuyện sau này con nghe theo cha không dám cãi Dù cậu khiêm nói đến thế Ông Thái vẫn lắc đầu Còn nói đến ngày tròn năm của bà Thu Sẽ giới thiệu cho cậu một người con gái người bạn Rất xứng đôi vừa lứa với cậu Không đời nào đồng ý cho cậu rước người có chồng có con riêng về đây Nghe xong cậu khiêm ủ rũ Bây giờ thêm câu hỏi của Xuyến Cậu lúng túng nhưng vẫn đáp lại Xuyến cái này sẽ nhanh thôi Xuyến cười Nụ cười chính là biết Cậu cũng không thể cho Xuyến câu trả lời rõ ràng Lúc này cánh cửa phòng Xuyến bị mở tung Hương đứng trước cửa trước sự bàng hoàng của hai người trong phòng Ánh mắt lạnh lẽo và đáng sợ Chuyện vui như vậy anh không định để em biết à Thế tìm được chỗ nào để mua chưa Khiêm sửng sốt Vì lúc nãy cậu kiểm tra Hương ngủ say rồi Sao bây giờ đây Xuyến đi run bẩn bật nấp sau lưng cậu Khiêm Không dám hó hé nửa lời Hương co chân bước vào trong Hương càng bước cậu Khiêm và Xuyến càng lùi Để khi hai người chạm vào giường không lùi được Cậu mới lên tiếng Cô làm gì thế Em mới là người hỏi anh câu này Đêm hôm khuya khoát Anh chạy sang phòng cô ta Anh nói đi anh làm gì Hương nghe tôi nói Em đang nghe đây Hương kéo cái ghế gỗ ngồi xuống khuôn mặt bình thản Nhìn nội tâm thì như đang những đợt sóng dữ đập mạnh vào bờ, thực sự khó chịu. Anh nói đi, nếu anh cảm thấy khó nói, em nói dùm. Cô ta chính là cái người trước đây một mực muốn cưới làm vợ nhỏ. Chỉ tiếc cả cha má đều không chấp nhận người đã có chồng, lại có con riêng. Em biết anh và cô ta lén lút qua lại. Chỉ là em nghĩ người phụ nữ từng lấy chồng mà vẫn khiến anh si mê, chắc phải sắc nước hương trời như hoa như ngọc. Không ngờ chỉ thế này, đúng là tầm thường. Hương không chửi bới Nhưng lời lẽ sắc hơn dao găm Xuyến bẽ mặt không dám ngẩng đầu lên mà nhìn Còn cậu khiêm Rõ ràng sai rành rành ra đấy Nhưng thay vì an ủi vợ chính thức Thì lại bênh vực nhân tình Đủ rồi đấy cô đừng có tỏ vẻ ở đây Trong mắt tôi cô ấy là người đẹp nhất Và đàng hoàng nhất chứ không như một số người Mặt mũi sáng sủa nhưng tâm địa xấu xa Hương bật cười, Đàng hoàng Chắc là vì anh chưa thấy cảnh cô ta chỉnh lại cổ áo Rồi bưng trà cho anh Hoàng rồi ngã rúi rụi vào lòng anh ấy Đàng hoàng lắm Hết sức đàng hoàng và trong sáng Tôi nói đúng không Xuyến Tôi... tôi bị ngã thật mà Thôi đi Mấy cái trò vặt của cô sao qua mặt được tôi Đang định tình em Duyên Anh Hay bắt hai tay hai con cá Xem con nào dính thì hốt con đó Vì con nào cũng là cá vàng cá bạc Bị nói trúng tim Xuyến phủ nhận Nhưng sắc mặt cô ta làm cậu khiêm nghi ngờ Thảo này em không chịu nghỉ làm Không lẽ em phải lòng anh trai tôi hả à, Duyến Em không có, anh phải tin em chứ Hường cười khẩy <laughs> Cô dám thề cô không có ý đồ với anh Hoàng không Tôi không có là không có Tại sao phải thề với cô Lời qua tiếng lại kinh động mọi người Ông Thái, bà Vân, cậu Hoàng Có mặt đầy đủ Đêm hôm có chuyện gì mà ở ý lên thế hả Không định cho thân già này yên ổn một ngày à Hương nói ngay Thưa cha, Xuyến này chính là người anh khiêm quen trên tỉnh Đòi cha má cưới cho Con vừa bắt gặp bọn họ hú hí với nhau Cha làm chủ cho con ạ à. Đôi hàng mày của ông Thái cau lại Sắc mặt khó coi Cái gì? Chuyện này là sao? Bà Vân cũng giả vờ như không biết Con nói rõ đi Hương Rốt cuộc là sao? Sao Xuyến lại là người mà khiêm thương? Má có nghe Xuyến nói gì đâu Ban đầu con thấy hai người này lạ lắm Con đã hồ nghi Vì không có chứng cứ nên không dám khẳng định Nhưng con dám chắc bọn họ có vấn đề Đến đêm nay anh Khiêm tưởng con ngủ nên mò qua đây với cô ta Còn biểu cô ta nghỉ việc Anh Khiêm sẽ mua nhà cho mẹ con cô ta trên tỉnh Để hai người dễ dàng qua lại Rồi sau đó tìm mọi cách Để cho cha đồng ý anh Khiêm cưới cô ta làm vợ lẽ Ngặt nỗi cô ta không chịu nghỉ làm Vì cô ta có ý đồ với cả anh Hoàng luôn đấy ạ Đúng là loại đàn bà chắc nết Gặp ai cũng có thể trao gửi tình cảm Tại sao hư hỏng như thế Anh Khiêm đâm đầu vào đường Em thực không hiểu Liệu anh có phải bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì không Cố im miệng đi Ông Thái quát ngược cậu Khiêm Mày mới im miệng ấy Những gì Hương nói có đúng không Cha Tao hỏi mày có đúng không Đúng hoặc không Cậu Khiêm khó khăn nói Đúng Cô ấy là người con thương Những gì tao nói Mày không để vào đầu à Hả Sao mày cứ đâm đầu vào cái ngữ này Bộ trên đời này hết đàn bà con gái à Sao cứ nhất định là cô ta Mày bị ngu rồi đấy à Cha Cha nghe con nói Tuy Xuyến từng có đời chồng Nhưng con thương cô thực lòng Những ngày qua cô ở nhà mình Cha thế cô là người giỏi giang hiền đức Xin cha chấp nhận cho chúng con đến với nhau Cậu Khiêm thậm chí quỳ xuống cầu xin ông Thái Nhưng Hương đâu dễ dàng cho cậu đạt mục đích Cô ta tố Xuyến có ý câu dẫn cậu Hoàng lẫn cậu Khiêm Là người không đàng hoàng Không xứng đáng đặt chân vào nhà họ Nguyễn Vốn ngày từ đầu không chấp nhận mối quan hệ này Lại thêm Xuyến đang qua lại với cả cậu Khiêm mà có ý đồ luôn với cả cậu Hoàng. Ông Thái điên tiết đuổi xuyến ra khỏi nhà, mà cậu khiêm quỷ dưới chân van xin cho mình được tọa nguyện. Tao nói không là không, nhà này vô phúc đến mức đi cưới đàn bà cho con trai. Con kia thu dọn đồ đạc biến ngay cho tao. Đến lúc này, xuyến như cậu khiêm quỷ gối xin ông Thái cho cô được hầu hạ cậu khiêm mà cô không cần bất cứ danh phận. Chỉ cần bên cạnh cậu, hầu hạ cậu là cô mãn nguyện. Nhưng đời nào ông Thái cho cô ta ở lại, các nào gieo mầm mống Lâu ngày kiểu gì không sinh sôi nảy nở Thằng nô đâu Thu dọn đồ đạc cô ta Đuổi cô ta đi ngay cho ông Nếu kẻ nào cố tình cãi lời ông Cút luôn theo cô ta đi Dạ thương ông Thái hậm hực bỏ lên nhà lớn Bà Vân giả bộ hỏi Xuyến Sao chuyện tày trời thế này không nói cho gì biết hả Xuyến Con, con sợ Sợ cái gì Nếu ngay từ đầu thành thật nói ra Biết đâu mọi chuyện khác Hai đứa coi đi Bây giờ cha giận như thế rồi Dì biết phải làm sao Khiêm vội vàng nói Má nhỏ Trong nhà này Người cha con nghe nhất chính là má Má giúp đỡ tụi con lần này Xin nói giúp với cha con một câu Bà Vân thở dài Không phải má không muốn giúp hai đứa Hiện cha con giận như thế Ai thì cũng vô dụng thôi Hay má tính thế này Xuyến tạm thời đi trước đi Hàng ngày má thủ thỉ với cha Hy vọng xoay chuyển tình hình Chứ bây giờ ông ấy nóng giận như thế Nó cũng bằng thừa Có khi mọi chuyện tồi tệ hơn tạm thời cũng chỉ có thể như thế Dù không muốn chút nào Nhưng dưới cái uy của ông Thái Xuyến buộc lòng phải ra đi trong đêm Tay dẫn theo đứa con Cậu khiêm đứng trước cổng Nhìn trái tim như trăm ngàn mũi tên cắm vào Đau đớn lắm Những điều đó cậu Hoàng thấy hết Môi cậu cong cong khẽ nói Đây mới là bắt đầu Chuyện vui còn dài Sau vụ xuyến Ông Thái giận cậu khiêm Cứ nghĩ từ từ cậu quên nào ngờ cậu khiêm cứ ngơ ngơ như người mất hồn Đi xem gỗ tâm trí để đầu đâu Lập chúng mấy lô gỗ giả Làm thất thoát tiền bạc Khách cũng liên tục phàn nàn Làm ông Thái tức tối gọi cậu đến giáo huấn cho một trận Còn nói nếu cậu lỡ ngỡ thế này Ông giao quyền quản lý xưởng gỗ cho cậu Hoàng Mọi chuyện như cốc nước tràn ly Cậu trước giờ được lòng ông Thái Hôm nay nạt lại cha Cha thích thì giao cho nó Tôi không cần tôi cũng mệt lắm rồi tôi chán trường cái cảnh lúc nào cha cũng nhất nhất muốn mọi việc theo ý mình chán lúc nào cũng ra trưởng át đặt người khác không cần biết người ta cảm nhận thế nào nói cho cha biết tôi không cần tôi không nghe lời cha nữa tôi nhất định lấy xuyến làm vợ đồng ý hay không ý, là chuyện của cha tôi không quan tâm hai mắt cậu khiêm đỏ ngầu tức giận đạp đổ luôn cái bàn gỗ mẫu thợ đem vào cho ông thái coi hành động làm ông thái giật giật môi tức đến mũi mặt mũi đỏ ké Hai mắt trợn trừng trừng trước đứa con Trước giờ ông yêu thương tín nhiệm Thấy ông ôm ngực thở dốc Chứng tỏ bệnh tim tái phát Cậu khiêm đến đỡ nhưng cũng không mở tủ lấy thuốc cho cha Cha khó chịu chứ gì Lúc má tôi treo cổ tự tử Cũng khó chịu y chang cha bây giờ Cha vì vợ lẽ ruồn má tôi vào chỗ chết Không điểm tình nghĩa bao nhiêu năm vợ chồng Cha tuyệt tình như thế Đừng trách tôi bất hiếu Nếu cha không còn không ai có thể ngăn cản chúng tôi Cha lên đường bình an Cái sửa gỗ này tôi thay cha quản lý tốt Cứ yên tâm đi Những lời cậu Khiêm thốt ra Làm ông Thái sốc đến mức không thở nổi Mọi niềm tin vụn vỡ tan biến thành hư không Tưởng chừng sau đó Ông đi theo ông bà Nhưng cậu Hoàng nấp bên ngoài sông vào Cậu mở tủ lấy thuốc nhét vào miệng ông Rồi đổ nước cho ông uống Trước sự sững sờ của cậu Khiêm Sao anh ở đây? Không phải anh đi xem gỗ à? Cậu Hoàng không đáp lời cậu Khiêm Mời ông Thái Cha thấy sao rồi Con đưa đi bệnh viện nhé Ông Thái giơ tay ra hiệu không sao Uống thêm ngụm nước cho ổn định Lúc này cậu Hoàng đứng dậy Túm của áo cậu Khiêm đấm vào mặt cậu Khiêm một cú Thằng chó đẻ này Mày ghét tao Mày mưu hại tao đã đành Đến cha mày không tha à? Mày có còn là con người không hả Ông Thái hỏi Hoàng nói rõ hơn Rốt cuộc có chuyện gì Cậu Hoàng vừa nhìn thẳng cậu Khiêm mà nói từ lâu thằng Khiêm nó có ý đồ muốn giết con Để thuận lợi thừa kế tài sản Nhưng may mắn con được ông bà che chở Lần nào cũng thoát nạn Tuy nhiên vợ con thì không như vậy Cô ấy nhắc đến mở Giọng cậu đặc nghẹn nên sắp khóc Cô ấy đã bị con liên lụy Đám trái đó do thằng Khiêm mướn người giết vợ chồng con Rồi vi tang xác để nó độc chiếm gia sản Cậu Khiêm lập tức phản bác Nói cậu Hoàng vô an giá họa cho mình nhưng khi cậu hoàng vỗ tay mấy tên được cậu khiêm mướn đồng loạt bị dẫn vào trong tình trạng bị trói thấy chúng mắt cậu khiêm tối sầm nhưng cậu ta vẫn mạnh miệng nói không quen biết không biết chúng là ai cậu hoàng nhếch môi kêu bọn chúng nói trông thái nghe tất thảy sáu tên thừa nhận được cậu khiêm mướn giết chết vợ chồng cậu hoàng với giá bao nhiêu tiền đưa trước bao nhiêu làm xong trả bao nhiêu để điểm đưa tiền ở đâu đến mức như vậy cậu khiêm phủ nhận cậu nói hoàng vu oan nhưng dựa vào chuyện vừa rồi ông thái không còn niềm tin về đứa con trai này ông đi tới tát vào mặt cậu khiêm thực mạnh má con mày không hại người ta thì thôi ai hại được má con mày đến tao mày muốn hại chết nói gì thằng hoàng chỉ là anh cùng cha khác mẹ cái thứ xúc sinh ác độc y như con mẹ mày đúng là mẹ nào con ấy độc ác mưu mô như nhau tao có mắt như mù mấy lâu nay tin tưởng mày hôm nay không có thằng hoàng đến kịp lúc bây giờ tao trên đường đến cử tuyển hỏi tội má mày rồi nhắc đến bà thu cậu khiêm nhìn ông thái chân chân bộ dạng không còn sợ sệt má tôi tội gì mà ông hỏi má tôi sinh trông hai thằng con trai tài giỏi hết lòng phục vụ cung phụng ông như thế như thế chưa đủ à sao ông nói má tôi có tội vì con đàn bà kia mọi chuyện không phải bắt đầu từ ông à ông thiên vị kẻ yêu người ghét nên má tôi đâm ra uất hận không cho bà ta sinh con má làm vậy vì không muốn tài sản bao đời chia tam xẻ tứ không muốn ông si mê quá mà lầm đường lạc lối má tôi sai ư má tôi sai à mày mày hết thuốc chữa rồi không phải vì ông à nếu ngay từ đầu ông đừng thiên vị thì đâu có kết cuộc của ngày hôm nay không ngại nói cho ông biết tôi chưa bao giờ kính trọng ông đâu ông không đáng làm cha tôi một kẻ có trăng quên đèn như ông tôi khinh Cậu Hoàng còn nói chuyến đi lấy gỗ vừa rồi Cậu khiêm răng sẵn bẫy để lấy mạng cậu Hoàng lần nữa Nhưng cậu phát hiện nên gợi ông đập lưng ông Tó mọn chúng về đây ba mặt một lời cho ông Thái thấy Cậu khiêm hết đường chối cãi Ông Thái thì chán nản ngồi phịch xuống ghế Không nghĩ con mình vì gia sản máu lạnh đến mức tàn sát anh em ruột Xuống tay với cả cha già Đúng là không còn từ ngữ nào mà nói Hết sức tàn ác, quá là tàn ác ngay trong hôm đó ông thái cho mời ông luật sư đến làm việc ông giao toàn bộ xưởng gỗ chính và nhỏ cho cậu hoàng đứng tên và quản lý còn cậu bình đất đai nhà cửa vì theo tục lệ con trai út thờ cúng ông bà tổ tiên còn cậu bình thì đất đai nhà cửa cậu khiêm không có gì một mẫu đất cũng không hoàn toàn không được thừa kế gì lại còn bị ông thái đuổi khỏi nhà cậu hoàng muốn làm gì với cậu khiêm thì làm ông thái không can dự ngoảnh mặt của bà vân ông đi vào trong cậu khiêm đang có trong tay mọi thứ bỗng dưng mất hết tất cả thì la hét không cam tâm nhưng la đến mấy cũng bị thằng nô lôi sảnh sạch ra ngoài hương nhìn chồng thảm hại như vậy cũng không cầu xin ông thái cô ta đang rất hà dạ khi nhìn cậu khiêm thê thảm như thế để xem khi cậu khiêm không còn là cậu tư nhà giàu có cái cô xuyến kia có còn bên cạnh cậu nữa không nghĩ vậy hương trở gót vào trong mà kệ cậu khiêm gào rú bên ngoài cổng Lúc đó chỉ có mình cậu Hoàng đi ra Mặc kệ cơn mưa đang chút xuống Cậu nhà đúng mấy chữ Đến lúc mày phải trả giá cho tội ác của mày rồi Cậu khiêm đoán trường nguy hiểm rình rập Nên vừa lùi lại vừa hỏi Mày định làm gì? Cậu Hoàng nở nụ cười lạnh Làm như mày đã làm với tao Lôi nó đi Bà tưới ấy lạnh hơn những giọt mưa chút xuống Cậu khiêm bị người của cậu Hoàng lôi đi đến một căn nhà hoang xung quanh không có bóng người bốn bề chỉ có cây cỏ và người của cậu hoàng bao vây e rằng một con ruồi có không bay được ra khỏi chỗ này cậu khiêm nói mày mà dám giết tao thì cũng không được yên thân nên nhớ lúc mày kéo tao đi có người nhìn thấy cậu hoàng cười lạnh thì sao đến cha cũng từ mặt mày rồi mày nghĩ có ai dám đứng ra giúp mày nữa không con nhà ngoại tao cái lũ tham tiền đó biết mày bị từ mặt Không được thừa kế một cách nào E là còn không thèm nhìn cái bản mặt mày nữa là cứu mày Đừng có mơ tưởng viện vong Duối lý Cậu khiêm nhìn cậu Hoàng với ánh mắt sợ hãi Cũng phải Làm gì có ai không sợ chết Nhưng cậu Hoàng đâu giết kẻ giết chết vợ mình dễ dàng như vậy Cậu sai người đem đến một lu nước lớn Chứa đầy nước đến miệng lu Sau đó ra lệnh cho người ấn đầu cậu khiêm xuống nước lúc này hai tay bị khống chế nên cậu khiêm không thể chống cự bị hai tên hai bên đầu ấn xuống lu nước nước trong đó nhanh chóng phủ đầu sộc vào lỗ mũi cậu khiêm không chịu nổi vùng vẫy dữ dội nhưng càng vùng vẫy hai người kia càng ấn sâu hơn để khi cậu khiêm sắp không trụ được mới lôi đầu lên cứ như vậy không nhớ bọn họ lặp đi lặp lại hành động đó bao nhiêu lần chỉ biết sau một hồi bị tra tấn thì cậu khiêm đã đờ đẫn đứng không vững nói không ra hơi. Lúc này cậu hoàng mới bước đến gần, bóp cầm cậu khiêm nâng khuôn mặt gian ác đã rất nhiều lần dồn mình vào đường chết mà nghiến răng. cảm giác thế nào? có phải khó chịu lắm không hả? bây giờ cậu khiêm không có chút sức nào để đối đáp cậu hoàng, chỉ có thể dương ánh mắt đờ đẫn của mình nhìn trong bất lực. mãi một lúc mới mấp máy được một câu đứt quãng. xin anh nghĩ nghĩ tình máu mủ tha tha cho tôi. cậu hoàng cười khẩy. Lúc má con mày bày mưu tính kế hại chết tao Mày nghĩ đến tình thân máu mủ không? Có nghĩ không? Không đúng không? Bởi vì mày chưa từng coi tao là máu mủ ruột già của mày Mày chỉ muốn nhanh nhanh giết chết tao để độc chiếm gia sản Dừng một hơi Cậu Hoàng sai người ấn cậu Khiêm và lưu nước Nhìn toàn thân cậu Khiêm dãy rủa Cậu Hoàng mới ra hiệu cho người lôi cậu Khiêm lên Nhìn cậu Khiêm thở hổn hển Cậu Hoàng nói Khó chịu lắm đúng không? Sợ đúng không? Tao cho mày nếm trải đủ mùi vị Để cho mày hiểu cảm giác của vợ tao Khi bị mày cho người thiêu chết Đêm ấy tay chân cậu khiêm bị trói chặt Nằm co do dưới nền nhà run cầm cập Vì vát sốt sau trận tra tấn vừa rồi Trong mơ hồ Bên tai cậu khiêm vang vẳng tiếng cười hô hố Có khi khóc lóc ỉ ôi của người phụ nữ Tiếng cười ấy vô cùng gây sợ Sau đó có một cái bóng đen xì Bay lơ lửng trên không trung Xoay quanh chỗ cậu khiêm đang nằm không thấy rõ khuôn mặt ấy là ai chỉ thấy cái bóng đen xì cứ lần vờn quanh cậu khiêm khi cười khi khóc rồi bất ngờ dùng hai tay trái đen của mình bóp cổ cậu khiêm làm cậu khiêm la oai oái nhưng bốn bề im bặt chỉ có màn đêm đang phủ kín căn nhà hoang này người của cậu hoàng tưởng cậu khiêm dở trò nên cũng mặc kệ không quan tâm đến hôm sau cậu hoàng chuẩn bị đến thăm cậu khiêm thì người của cậu chạy đến báo Nói cậu khiêm từ khuya đến giờ cứ lẩm bẩm Tha cho tôi đi Xin chị tha cho tôi Không phải giả bộ chứ Dạ không đâu cậu Cậu đến xem đi Cậu khiêm giống như giống như bị Bị cái gì Giống như bị điên hay làm sai gì đó Bị phát hiện nên hoảng sợ ấy ạ Ông Thái rủ giận chuyện cậu khiêm xuống tay luôn với mình Nhưng suy cho cùng có cha mẹ nào không thương con Ông Thái kêu người lôi nó về đây Bộ dạng cậu khiêm bây giờ vô cùng thê thảm hai mắt đi kẻ mất hồn miệng liên tục lẩm bẩm hai tay chắp lại lại lục khoảng trống trước mặt chị trâm ơi tha tha cho tôi đừng đừng nhát tôi nữa tha cho tôi xin tha cho tôi Nhìn cậu khiêm như vậy ông thái cho mời thầy lang đến khám sau khi khám rất lâu ông thầy lang nói cậu bị hoảng sợ quá độ hệ đó không còn bình thường nói trắng ra gần như bị điên liên tục nói nhảm cũng không còn nhận định được sự việc thế nào nữa ông chắc chứ có khi nào nó lừa chúng ta ông thầy làng đáp lại cậu Hoàng trường hợp này tôi dám cam đoan là thật không tin cậu có thể đưa cậu ấy đi bệnh viện để bác sĩ khám thế vậy phải làm sao muốn cậu ấy trở lại bình thường phải có người kề cận chăm sóc đàng hoàng thường xuyên nói chuyện trao đổi với cậu ấy thì mới có hy vọng nếu không bệnh tình càng lúc càng nặng Để giai đoạn không thể cứu chữa ông thầy làng ra về ông thái nhìn cậu khiêm cứ lơ ngơ cầu xin chị tha cho em em biết sai rồi em không nên cho người giết chị thì cũng hiểu nguyên nhân ông thở dài với cậu hoàng bây giờ nó thành ra như vậy thôi thì tha cho nó cậu không nói chị im lặng nhìn cậu khiêm quỳ lại van xin tha cho mình bà vân lúc này bảo theo tôi nhốt nó trong phòng cho người chăm sóc đi hiện nó thần trí thế kia nếu ra đường để người ta gặp cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì mà lỡ gây chuyện thì lại mắc công miệng đời mà không biết sẽ theo dệt thành thế nào nữa mình ạ à? nghe bà vân nói cũng phải cậu hoàng không ý kiến gì nên ông thái quyết định như vậy lúc này nhớ đến hương ông thái nói hương muốn về bên nhà mình thì ông cũng cho phép còn muốn ở đây thì cũng được cứ nghĩ hương chọn ra đi bỏ người chồng không thương mình rồi lại còn đang điên dại không có gì trong tay tuy nhiên mọi người bất ngờ khi hương nói chọn cách ở lại chăm sóc cho cậu nghe vậy trong lòng ông thái thấy an ủi những ngày sau đó Cậu Hoàng tất bật với chuyện xưởng gỗ Còn cậu Khiêm thì cứ điên điên dại dại Mà lạ ở chỗ Tại sao Hương chịu ở lại chăm sóc cậu Khiêm Mà không bỏ đi Ở lại đâu có lợi lộc gì cho cô ta Nghĩ không ra Bà Vân đem chuyện đó đi hỏi cậu Hoàng Cậu Hoàng lắc đầu không biết nữa Ban ngày bận bịu không ngơi tay Nhưng đêm về không gian yên nắng Đó là thứ cậu sợ nhất Lúc ấy nỗi nhớ tràn về Bóng dáng mợ ngập trong tâm trí cậu Nụ cười lời nói Tất cả khiến cậu đau đớn lồng ngực nhói lên không chịu nổi Thả mợ đừng đến Thả hai người đừng gặp gỡ Hoặc ít nhất mợ ghét cậu Rời bỏ cậu mà đi về nhà cũng được Đằng này mợ rời xa cậu Theo cách khắc nghiệt nhất Đau đớn nhất Mợ đi rồi Đem theo cả trái tim cậu xuống tận hoàng tuyền vạn trượng Ít hôm sau Cậu Hoàng lên tỉnh có việc Tình cờ cậu gặp Xuyến Cậu kể tình trạng của cậu khiêm cho Xuyến nghe Xuyến có vẻ đau lòng Hai mắt ngấn nước Cậu Hoàng nói Nếu như cô muốn chăm sóc nó Tôi có thể nói với cha tôi một tiếng Bây giờ nó thành ra như vậy Cô vẫn muốn bên cạnh nó Cha tôi sẽ nhận ra tấm chân tình của cô Nhưng Xuyến lắc đầu nói Cha cậu không ưa tôi Tôi ở đó chỉ khiến ông ấy khó chịu Ảnh hưởng tới sức khỏe Tôi tôi không về đó đâu Vậy tùy cô nói xong cậu hoàng định đi thì xuyến gọi theo cậu định đi đâu tôi có việc có chuyện gì à hôm nay tôi còn nấu cơm vừa hay nấu món cá cậu thích tôi muốn mời cậu ăn cơm với mẹ con tôi cậu hoàng sao không hiểu ý tứ sâu xa trong ánh mắt đầy tham vọng của xuyến bây giờ cậu khiêm thành như vậy cô ta muốn chuyển đối tượng sang cậu đây mà tôi bận rồi cậu đáp lạnh lùng rồi đi thẳng sự dứt khoát làm xuyến hụt hẫng biết bao nhiêu nhưng vẫn nuôi hy vọng được làm mợ ba nhà họ Nguyễn được như vậy nửa đời sau của mẹ con cô ta không lo lắng đến chuyện tiền nong cậu hàng men theo con đường lớn đi vào trong chợ mua ít đồ đạc đang kho người chọn thì nghe tiếng nói quen thuộc ông chủ nói rõ hơn về hai loại này khi giọng nói vang lên hai tay cậu khựng lại tim như ngừng đập cái giọng này là giọng nói bao ngày qua cậu nhớ nhung sao sao bây giờ xuất hiện ở đây không chờ đợi Cậu Hoàng vội ngoảnh đầu về phía giọng nói đang trao đổi với ông chủ tiệm đồ. Đây tôi hỏi lo hai loại này, nó khác nhau thế nào? À, hai loại này à? Lúc này trong người cậu Hoàng hừng hực hy vọng, cậu vội vã lao đến người đang nói chuyện gọi tên mợ nhàn. Nhưng người đó hắt cậu ra. Cái anh này, anh nhận nhầm người. Nói xong người đó vội vàng bỏ đi. Cậu Hoàng nhanh chóng đuổi theo, nhưng người đó liên tục phủ nhận nhầm người. Cậu nhầm làm sao được? Giọng nói ngữ điệu chính là của mợ. Sao mợ không thừa nhận Tức tối cậu giật văng cái khăn che mặt Và nón lá của cô gái ra khỏi đầu Giây phút thấy khuôn mặt chàng chịt vết thương Cậu sững sờ bất động Còn cô gái vội vàng ôm mặt quay chỗ khác Anh làm gì thế mất lịch sự Đã nói nhầm người mà không nghe Tôi 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 xin lỗi cô Cô bực mình giật lại cái nón lá trên tay cậu Rồi đùng đùng bỏ đi Cậu hoàng ngây người nhìn theo dáng dấp đó Cậu suy nghĩ sao trên đời Người có giọng nói dáng nghĩ y trang mở Linh cảm mách bảo Cô vội chạy theo nói lớn Hai Trâm và cha má cuối đang ở nhà Họ kéo qua nói em giả danh Hai Trâm Để lấy chồng giàu Bây giờ ai ai cũng chửi bới em Nói em không ra gì Nghe vậy cô ấy dừng bước quay mặt lại Anh nói cái gì Bọn chúng dám nói tôi thế á? Khốn nạn thật Đúng là Hoàng nghĩ không sai Cậu chỉ chờ mợ phản ứng liền ôm lấy mợ Cái ôm của bao sự nhớ nhung chờ đợi hy vọng nhưng cái ôm chưa kịp ấm Cô đẩy cậu ra quay mặt đi chỗ khác Cái anh này tôi nói nhầm người rồi Tôi đâu phải vợ anh đâu Mở toàn bỏ chạy Nhưng sao chạy được với cậu Em còn chối nếu không phải vợ tôi Sẽ biết hai chân mà phản ứng như thế Và lại nếu em không quen tôi xem biết tôi có vợ Tôi mở cứng họng Trước lập luận chuẩn không cần chỉnh của cậu Cậu đặt hai tay lên bả vai mở Khẽ xoay mợ đối diện với mình Nhưng mợ cúi thấp đầu né tránh tuy nhiên cậu nhanh chóng giữ cảm mợ lại đưa tay chạm vào làn da thô sần nhăn nhúm tim cậu đau nhói như ai cầm cả nắm kim nhọn đâm vào thực sự rất đau đau đến mức những lời muốn nói bị nghẹn ở cổ họng không thốt nổi thành lời chỉ có thể dùng hành động thay thế đó là ôm mợ thực chặt chặt đến mức mở vùng vẫy cách nào cũng không thoát được vòng tay cậu cuối cùng mợ buông xuôi chứ không chống cự nữa mặc cho cậu ôm mình rồi sau đó nhị nhàng nói Tại sao em còn sống mà không tìm tôi Những ngày qua em ở đâu Em biết tôi nhớ em sắp điên rồi không Cậu sợ mợ chỉ đến trong giấc mơ Càng ra sức ôm mợ thực mạnh Đến độ mợ sắp không thở nổi Cậu bình tĩnh thả lòng người Lúc này mợ nhà nói Nếu như đã gặp anh ở đây Vậy tôi nói luôn một lần Chúng ta thôi nhau đi Cậu sững sờ buông mợ ra rồi nhìn mợ Em nói gì? Nhàn, rốt cuộc câu chuyện gì xảy ra? Mợ cười những vết sẹo trên mặt di chuyển theo nụ cười buồn của mợ Anh nghe không hiểu à Tôi nói tôi với anh bỏ nhau đi Vợ thực sự của anh xuất hiện rồi Anh về với vợ anh Tôi chỉ là đứa giả mạo Cậu nhíu mày trước lời phũ vàng của mợ Không hiểu vì sao mợ còn sống mà không tìm cậu Giờ gặp nhau nói những lời vô tình thế này Nhàn Anh cũng biết tôi tên Nhàn Tôi không phải vợ anh Vợ anh tên Trâm Là hai Trâm đang ở nhà chờ anh đấy Tôi biết Ngay từ đầu tôi biết em không phải 200 Nhưng ngay từ đầu tôi cũng chấp nhận điều đó Tôi hiểu rõ hoàn cảnh em Em hiểu hoàn cảnh tôi Chúng ta hoàn toàn không giấu diếm gì nhau Tại sao bây giờ em lạnh nhạt Muốn xa lánh tôi chứ Vì 200 à Lúc nãy tôi lừa em để em thừa nhận thân phận tôi 200 và cha má của ấy không hề xuất hiện Mợi nhíu mày Định chửi lại cậu nhưng thôi Có xuất hiện hay không thì cũng là chuyện nhà anh Tôi không phải 200 Không phải vợ anh Tôi không quan tâm tới chuyện đó Phiền anh tránh qua một bên cho tôi đi Tôi có có việc Em đi đâu? Đi đâu là việc của tôi? Nhàn, em đừng thế này Có chuyện gì em nói đi Chúng ta sẽ cùng giải quyết Mợ không đáp Cậu Hoàng lại nói Có phải em tự ti vết sẹo trên người à? Tôi không quan tâm những thứ bên ngoài Tôi yêu em, yêu tính cách thẳng thắn Thực thà cương trực của em Nhưng tôi thì không yêu anh Cậu nói cắt ngang của mợ Làm cậu đứng hình Tôi chưa từng yêu anh chẳng qua thế nhà anh giàu có tôi cố làm ra vẻ yêu anh chứ thực ra chưa bao giờ yêu anh cả trong lòng tôi từ lâu có người trong mộng bây giờ tôi gặp lại người ấy chúng tôi thực lòng yêu nhau vậy nên mong cậu buông tha cho tôi cần thiết viết đơn đi tôi ký cho cậu sững sờ rồi càng thêm chết lặng cậu không tin đó là lời được thốt ra từ miệng của mở lúc đó có người đàn ông đi tới mở vẫy với tay tôi ở đây cậu nhìn theo hướng mở gọi người đàn ông có vẻ hơn tuổi cậu khi người đó đi tới mợ nhanh chóng choàng tay mợ và tay người đó đây là người tôi nói với anh ấy anh ấy tên lâm rồi mợ xoay qua nói với người đàn ông tên lâm đây là cậu hoàng chúng tôi tình cờ gặp nhau cậu hoàng biết tôi còn sống nên muốn tôi quay về nhưng tôi nói rõ ràng với cậu ấy chuyện của chúng ta yêu nhau người đàn ông tên lâm hơi nhíu nhẹ hàng mày sau đó bên hông nhận ngay cái véo của mợ người này nhanh chóng diễn kịch ờ à, ừ tôi là người yêu của nhàn Ngày xưa vì hoàn cảnh chúng tôi chia tay nhau, bây giờ bây giờ không gì chia cắt nữa. Cậu Hoàng hỏi mợ, sao lúc trước em nói em chưa từng yêu ai, tôi là người đầu tiên? Mợ cười bảo, tôi nói thế anh cũng tin à? Em tôi không cần biết ngày trước em yêu ai, một người hay mấy người, nhưng bây giờ em là vợ tôi thì phải theo tôi đi về, còn gì thì tính sau. Tôi không đi, anh bỏ tay tôi ra. Anh Hoàng, anh có nghe không? Anh đừng vô lý như thế chứ hả? À? Tôi la lên bây giờ. Cậu quát lại Em la đi La lớn lên cho mọi người lại đây phân xử Em đi với chồng mình hay đi với người khác Tôi Mặc kệ mợ nói thế nào Cậu cứ vậy kéo mợ đi theo mình Người đàn ông lúng túng khi mợ gọi anh Lâm cứu tôi cứu tôi Lâm không biết nên làm sao Mà rằng co không lại được cậu Hoàng Có bị cậu đá mạnh cho một phát lộn nhào mấy vòng Anh ngang ngược vừa vừa phải phải thôi Tôi đã nói tôi không yêu anh Anh nghe không hả Tôi không muốn nghe Anh vô lý chứ cậu không đáp mà kéo mợ lên xe hơi đang đậu của mình lâm đuổi theo sau lưng như không dám làm gì chỉ hỏi anh đưa cô ấy đi đâu cậu hoàng xoay đầu đáp ánh mắt tựa như con dao sắc nhọn có thể mổ xẻ lâm ra làm nhiều mảnh tôi đưa vợ tôi về cần phải báo anh à nhưng cô ấy cô ấy thế nào một tay cậu hoàng giữ chặt mợ ngước mắt lên hỏi lâm ánh mắt làm cho người đàn ông hiền lành run sợ ý tôi là anh lái xe cẩn thận Hoàng không thèm trả lời Cứ vậy dồ ga chạy thẳng Mợ nhàn ức như không thể làm gì Tôi chưa từng thấy hai vô lý ngang tàng như anh Tôi nói tôi không thương anh Danh cố chấp thế Làm ơn tha cho tôi đi Tôi không muốn sống với anh nữa Cậu bất ngờ thắng lại Khiến mợ đập đầu phía trước đau điếng Chưa kịp phản ứng Cậu nhanh như gió dùng tay cố định hai bên mặt mợ Hồn mợ ngấu nghiến Khiến mợ đơ như pho tượng mà không hiểu gì Sau đó mợ phản ứng lại Mợ xô đẩy cậu ra nhưng làm sao bì được với sức cậu Mở cố tình đẩy thì cậu càng hôn mạnh Thậm chí cắn lên vành môi của mợ Ghi chặt lấy gáy mở Dù mở cửa quậy cũng không cách nào thoát khỏi nụ hôn gắt gao của cậu Dần lâu sau đấy Cậu mới chịu nhả đôi môi mở Trước mắt cậu là khuôn miệng tấy đỏ vì bị cậu càn quấy Mở nhàn nhị cậu chân chân Định mở miệng nói Nhưng cậu nhanh miệng nói trước Dù em có biến thành bộ dạng gì tôi vẫn yêu em Nhớ kỹ đấy rồi cậu rồ ga chạy tiếp trong cơn ngỡ ngàng của mợ cái con người ngang ngược sao lại như thế sao khiến trái tim mợ kích động thế này cậu như vậy làm sao mợ mạnh mẽ rời đi sao đủ kiên quyết rời xa cậu mợ khóc hai hàng nước mắt chảy xuống khuôn mặt sần sùi do đám cháy để lại cậu tấp xe lề đường thở hắt ra rồi bảo những ngày qua tôi sống như kẻ không hồn tôi nhớ em biết bao có lúc muốn đến âm tàu địa phủ tìm em nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta chết hết Chẳng phải đúng ý kẻ hại chúng ta Vậy nên tôi cố gắng né nỗi đau Tìm cách trả thù Hiện thằng Khiêm nó điên điên dại dại ở nhà Cha trao quyền quản lý xưởng gỗ cho tôi Tín nhiệm tôi Mọi chuyện coi như được giải quyết Chỉ thiếu mỗi em thôi Nước mắt mợ không ngừng rơi Mợ nói trong nấc nghẹn Tôi nói rồi tôi chưa từng thương anh Anh để tôi được bên cạnh người tôi yêu Còn anh anh tài giỏi đẹp trai thế này Thiếu gì có gái nhà giàu muốn gả cho anh Hà tất gì cứ là đứa xấu xí bướng bỉnh như tôi Anh làm ơn tha cho tôi đi mà Chúng ta làm giấy thôi nhau đi mà Cậu nhìn mỡ khóc Lòng cậu đau nhai xé nát Tôi không làm Anh cố chấp như thế làm gì Đi bên cạnh người xấu xí như tôi Sẽ khiến anh xấu hổ với tiên ạ à. Tôi không xứng với anh Cậu nhìn vết sẹo chẳng chỉ trên mặt Trên cổ và tay chân mợ Lòng cậu đau đến mức người mạnh mẽ như cậu Cũng tuôn nước mắt trải tim thắt nghẹn chắc chắn mợ trải qua cơn đau thừa sống thiếu chết nhìn chỗ gian nhăn nhau này đủ biết mợ bị cơn đau hành hạ thế nào cậu không kìm được ôm chầm lấy mợ siết mạnh đến mức mợ kêu lên bỏ tôi đi tôi đau lắm tôi thở không có nổi vòng tay cậu nới lòng một chút nhưng không buông mợ ra khỏi lồng ngực mình tôi sợ buông em ra tôi lại mất em như trong giấc mơ ấy như vậy tôi chết đấy Câu nói của cậu chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng của mợ Mợ không chịu nổi nữa Mợ bật khóc lớn hơn Sao anh thương tôi làm gì Tôi bây giờ xấu xí gỡ huyết Chẳng xứng với anh nữa Tôi mặc kệ em thành thế nào Tôi vẫn yêu em Nhàn Xin em đừng rời xa tôi Tôi không chịu nổi nỗi đau mất em Tôi yêu em Rất 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 yêu em Cậu vừa nói Vừa ghi chặt bảng lưng run bẩn bật của mợ Cả hai cùng khóc Khóc cho cuộc hội ngộ tưởng kiếp này không còn thấy nhau không ngờ nhân duyên còn sâu trời cao thương người trung thủy để cậu thấy mợ còn tồn tại trên đời bây giờ y học hiện đại mấy cái dẹo này chị được hết đấy mà em đừng có sợ sao mà chị được em đừng lừa tôi tôi lừa em bao giờ đâu nhưng nghe tôi chị được hết ví dụ như không hết hẳn thì mờ mờ thôi mà dù không hết cũng không sao tôi yêu em yêu con người em tính cách em chứ đâu phải vì hình thức bên ngoài em hiểu chứ Cậu nói nhiều lắm Từ lời cậu như là cởi bớt lớp vỏ lo sợ của mợ Nhưng có một điều to lớn hơn Khiến mợ sống mà không dám về tìm cậu Mợ mỉm môi Nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu Anh biết vì sao tôi không tìm anh không Em ngại vết sẹo này Hay em mất chỉ nhớ tạm thời Mợ lắc đầu cười méo mó Lúc tôi được anh Lâm cứu khỏi đám lửa Toàn thân phỏng nặng rất nguy kịch Mà anh Lâm cùng cha anh ấy đều là thầy thuốc Tận tình cứu chữa Tuy nhiên giữ được mà Như làn da thì không lành lặn như trước Anh nhìn đi Chỗ nào cũng thô giáp khô cằn như đất bị ạn hán Quan trọng nhất Cha anh Lâm nói Cơ thể tôi không thể có con được Khi đó nước mắt nóng hổi chảy ướt gò má mợ Mợ cười trong khổ sở Một người đàn bà xấu xí Lại không sinh đẻ được thì có ý nghĩa gì Tôi biết anh đau lòng Nhưng thời gian sẽ nguôn ngoai Một năm hai năm gì đó Anh gặp được người con gái xứng với anh Xin cho anh vài đứa con dự dàng chăm sóc anh Tôn trọng anh Chứ không ngang ngược bưỡng bỉnh cãi chồng chém chém như tôi Anh xứng đáng có gia đình trọn vẹn Chúng ta, chúng ta hết duyên rồi Thôi thì buông bỏ đi Dừng lại Mới ít sâu một hơi rồi nói thêm Anh Lâm từng có vợ Nhưng vợ anh ấy không may qua đời Để lại anh ấy hai đứa con Một trai một gái Vừa hai tôi không sinh được Tôi đấy chăm sóc chúng Coi như tôi để ơn ân nghĩa người ta cứu tôi Như thế cũng tốt Mợ nhìn cậu rồi gượng cười Tôi nói xong rồi Anh là người ăn học nhiều Chắc anh hiểu nên làm gì Cuộc gặp gỡ hôm nay xin anh đừng nói với ai Hãy để mọi người nghĩ tôi chết rồi Còn anh, anh cứ yên tâm đi cưới vợ Tôi thành tâm chúc phúc anh Con đàn trao đống Phúc trạch niên niên Mở toàn mở cửa xe đi xuống nhưng bàn tay bị cậu nắm chặt không buông Ánh mắt kiên định vững vàng Đó là suy nghĩ của em chứ không phải của tôi Tôi nói thế rồi em không hiểu à Tôi không sinh đẻ được Thì sao Thì tôi nói cho em biết tình cảm là sự cảm nhận của trái tim Không liên quan đến những yếu tố khác Nếu như em nghĩ em không sinh được Mà tôi từ bỏ em đi tìm người phụ nữ xinh đẹp Biết sinh đẻ Thì em coi thường tình cảm của tôi dành cho em Chẳng nghĩ em cho rằng con người tôi tệ đến mức đó Tôi tôi không có ý đó Tôi tự thấy tôi không xứng với anh Cố chấp bên nhau cũng chẳng có hạnh phúc Không có con cái ràng buộc là một chuyện Người đời dèm pha anh vô phúc Khi cưới cô vợ không biết đẻ như tôi Biết có ngày như vậy Chỉ bằng dừng lại hôm nay Dù vợ nói gì Đưa ra lý lẽ thế nào Cậu cũng không nghe Mợ nói cậu cố chấp cứng đầu Có gì phải nhất mực bên cạnh người xấu xí Không sinh đẻ được như mợ Cậu cứ mặc kệ mợ thao thao bất tuyệt Mặc kệ mợ giải thích phân tích Cậu cứ lái thẳng xe về Biết mợ còn sống Ai ai cũng cả kinh và ngạc nhiên Nhất là bà Vân ý Đối diện ánh mắt mợ bà liền làng tránh Bởi hôm đó đáng ra Có thể cứu luôn cả mợ Nhưng bà đã không làm thế Bà để mợ chìm trong biển lửa Dung nhan cháy xém May giữ được cái mạng cho nên thấy mợ vẫn còn sống Tim bà như rớt ra ngoài Bà sợ cậu Hoàng biết hận bà Chút tình cảm cuối cùng cũng sẽ không còn Ông Thái không ý kiến gì trong chuyện này Mà tùy vào cậu mợ quyết định Thú thực Ông ấy cũng không hy vọng mở lại với bộ dạng như vậy Lại còn không đẻ được nữa Vậy sau này cậu Hoàng tuyệt tự tuyệt tôn ư Nhưng hiện cậu khiêm đi điên dại dại Cậu Bình còn nhỏ đi học Lại thêm tính cậu Bình nhút nhát hay xúc động Dễ bị người ta điều khiển Nên ông Thái không trông mong cậu Bình quản lý xưởng gỗ Chỉ muốn sau này cậu cưới vợ sinh con Chăm sóc ông lúc già yếu là được nếu bây giờ ông cấm cản chuyện cậu Hoàng Cậu ấy bực lên kéo theo đủ chuyện không hay Thôi thì tùy hai đứa quyết định Cảm thấy thế nào thích hợp thì làm Cha không có ý kiến Cậu Hoàng cương quyết đưa mợ đi chữa trị Chứ sự kiên quyết đó của cậu Mợ mặc kệ không cãi nữa Đêm đó là đêm đầu tiên Sau bao ngày xa cách hai người ngủ cạnh nhau Mợ tự ti khuôn mặt xấu xí Nên quay mặt vào trong không đối diện với cậu Cậu là người tâm lý Dù nhớ mợ Muốn mợ nhưng cũng không dám manh động Chỉ dám ôm mợ từ đằng sau Rồi kể chuyện cho mợ nghe Cậu kể hồi cậu trên tỉnh Có vụ đánh ghen bằng tạt axit Bụi ấy chấn động một thời Vì người bị đánh ghen được mệnh danh là đẹp nhất nơi ấy Sau khi bị tạt axit Ai ai cũng tiếc cho nhan sắc đó Nhưng sau này gặp lại cậu ngỡ ngàng Khi thấy vết sẹo trên mặt trên cổ không còn chẳng chịt Ngược lại nếu không quan sát kỹ Thì không nhận ra Nghe vậy mợ tắc mắc Sao lại như thế Nhà cô đấy giàu mà Sau khi con gái bị tà xít Người nhà đưa tận Sài Gòn chữa trị Rồi đem qua nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ Phẫu thuật thẩm mỹ là cái gì? Là loại hình làm đẹp đang thịnh ảnh bên nước ngoài Ví dụ ai mũi thấp họ chỉnh cho cao Mắt một mí thì làm cho hai mí Ngực nhỏ thì làm cho to lên Nói chung họ cái gì cũng làm được Chỉ là phí cao và không phải ai cũng có điều kiện để làm Trên Sài Gòn bây giờ Có trào lưu chỉnh mũi cao như bên Tây Có người bóp eo cho thon thả nữa mở mở to mắt nghe những gì cậu nói có chuyện thần kỳ như thế á ừ có chứ ngày mai chúng ta thu xếp đi tỉnh trước rồi lên sài gòn có bệnh viện lớn lắm và đó bác sĩ khám cho em và đưa ra biện pháp điều trị thích hợp em đừng lo mấy cái này chỉ cần kiên trì dùng thuốc bôi là mờ dần thôi mở thở dài trong đêm vắng lặng cứ cho là chữa được mấy cái sẹo này còn chuyện sinh con đẻ cái thì sao đàn bà không đẻ được khác nào cái đồ bỏ đi Em thấy bà nhỏ chứ Cô có sinh đẻ được đâu Nhưng cha vẫn yêu thương cưng chiều Khi người ta yêu rồi Dù người đó có ra sao thì vẫn yêu Đã không còn yêu Sinh toàn con trai như bà lớn Cha đâu có đoái hoài Cậu từ từ xoay mợ đối diện với mình Ánh mắt chân thành biết mấy Mộng ngoan ngoãn rụi đầu vào vòng ngực rắn giỏi của cậu Ôm lấy cơ thể cậu Anh ốm đi nhiều đấy Người toàn da với xương đây này Thì tại em à Sao tại tôi vì không có em tôi ăn không được ngủ không xong thế thì không tại em thì tại ai em chịu trách nhiệm đi chứ bình thường với tính cách của mợ nhất định mợ cãi cậu nhưng bây giờ mợ không muốn hơn thua với cậu vì giây phút này chẳng phải là điều mợ tưởng chừng vĩnh viễn không thể có mợ tưởng kiếp này của mợ không còn cơ hội bên cạnh cậu mợ dịu dàng nói mai tôi nấu cơm cho anh ăn ừ tôi nhất định ăn sạch sẽ không chừa chút nào Mợ không nói nữa Rụi đầu vào ngực cậu như con mèo nhỏ Hi hà hương thơm từ cậu Bên ngoài có người lặng lẽ thở dài Trái tim rơi vào tuyệt vọng Hôm sau đích thân mợ nhàn xuống bếp nấu nướng Tuy trước mặt mợ thì không ai dám nói gì Nhưng sau lưng sỉ sầm Bộ dạng của mợ xấu xí gớm ghiếc Không hề xứng với cậu hoàng đẹp trai phong độ Mợ nghe hết Nhưng họ nói đúng Đến mợ không dám nhìn mình trong gương nữa là người khác mở thở dài quay người đi thì đụng mặt bà vân hai người nhìn nhau không ai lên tiếng không chịu đổi sự im lặng đó bà vân là người mở lời cô chưa nói gì với cậu hoàng đúng không nếu tôi nói bà nghĩ anh hoàng để yên cho bà bà vân khó hiểu vì sao không vạch trần tôi bỏ mặc không cứu cô nếu tôi không bị thương nếu tôi có thể sinh con cho anh hoàng tôi nhất định vạch trần bà nhưng bây giờ tôi thành thế này tôi không muốn nửa đời sau của anh ấy bên cạnh một người như tôi vậy nên nếu như sau này tôi không còn bên cạnh anh ấy hy vọng bà quan tâm anh ấy nhiều hơn được chứ cô không cần nói thì tôi cũng làm thế vì bà chưa ngừng yêu anh hoàng à bà vẫn gật đầu tôi thích sự thẳng thắn này của bà nhưng tôi khuyên bà một câu có những chuyện ngay lúc bắt đầu định sẵn không thể tốt nhất đừng cố chấp vào mối quan hệ không có tương lai bà không sợ tình cảm của bà hạ anh ấy à nếu một ngày nào đó chồng bà phát hiện sự thật E là ông ấy nghi ngờ anh Hoàng Dù quyến mẹ kế cướp vợ cha Kết quả thế nào bà đoán mà Yên tâm Tôi không để cậu Hoàng gặp nguy hiểm Làm sao biết trước được tương lai đâu bà Lúc đó ông Thái đi tìm bà Vân Nên hai người gián đoạn câu chuyện Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm ngon nhất Từ ngày xảy ra đám cháy Cậu Hoàng ăn một lèo 4 năm chén cơm đầy Ăn đến đâu khen ngon đến đó Thật ra không phải tay nghề mợ nấu đỉnh Do cậu thương mợ cái gì mợ làm cậu cũng thấy thích Thấy đặc biệt Ăn xong cậu dẫn mợ sang coi cậu khiêm Ở trong phòng nói chuyện làm nhà một mình Hương bên cạnh dỗ dành đút từng muỗng cơm Có khi cậu khiêm ăn Có khi vung tay hắt hết Còn Hương thì ngã chồng vó cả ra Cực khổ nhưng Hương ở lại Không về bên nhà mình Làm cho ông Thái cũng thấy an ủi Trong ôm ấy cậu chờ mợ lên bệnh viện tỉnh Cho khám bác sĩ Họ nói cái này lành lặn cho nên bôi thuốc Chỉ mở đi phần nào chứ không khỏi hẳn họ giới thiệu cho cậu mợ bác sĩ chuyên gia liễu trên Sài Gòn nó ông ấy giỏi về khoản sẹo vừa uống vừa bôi nhiều người đã thuyên giảm rõ rệt nghe vậy cậu mợ phấn khích thu xếp đồ đạc đi theo địa chỉ để giới thiệu lần đầu tiên mợ nhàn được lên Sài Gòn đường xá đông đúc người qua lại xe hơi nườm nượp kẻ mua người bán bảng hiệu mọc đầy bên đường mợ thấy phụ nữ ở đây không có mặc đồ bà ba như ở quê họ mặc đầm dài tay cầm kiếp bóp đầu đội nón vành rộng môi đỏ sậm đi đôi dép cao thực cao một bước đi cả người uyển chuyển đẹp vô cùng có người cắt tóc ngắn trên vai nhuộm vàng như người tây khi đứng gần ngửi được mùi thơm phức đúng là cuốn hút thật thấy mợ chăm chú nhìn cậu mới hỏi thích chứ thích cái gì cơ phong cách giống thế Tóc uốn xoan nhuộm vàng mặc váy và đi giày cao gót thôi người ta trắng trẻo xinh đẹp thì làm gì cũng đẹp tôi bây giờ như quỷ dã xoa ấy. học đòi theo người ta người ta cười cho thối mũi à Cậu ân cần nói Mỗi người là một phiên bản duy nhất Đẹp hay xấu tùy vào cách nhìn nhận của từng người Quan điểm mỗi người mỗi khác Không ai giống ai Quan trọng chính bản thân mình tôn trọng mình Không được khinh rẻ mình Thì người khác cũng làm vậy với em Hiểu không mộ ba Tôi đâu quan học được nhiều như anh mà hiểu hết Tôi chỉ biết bây giờ tôi xấu xí Tôi không cho mợ nói lời tiêu cực Cậu hoàng ngăn lại Trong mắt tôi em là bông hoa đẹp nhất có thể cậu dẻo miệng Có thể cậu chỉ ăn ủi mỡ, Nhưng mợ thấy cũng vui lắm Ít ra lúc mợ thế này Cậu nhất định không bỏ mợ Ngược lại đưa mợ đi khắp nơi chữa trị Tình cảm này mợ chân quý biết bao Mợ thầm cầu xin trời Phật Thương cậu mỡ, Cho cậu mợ có đứa con Thì mợ hạnh phúc biết mấy Sau khi tìm đến phòng khám như giới thiệu Cậu mợ phải ngồi chờ Nghe nói vị bác sĩ sống và làm việc bên nước ngoài Mới về nước mấy năm nay Nhưng tiếng tăm lan nhanh khắp nơi vì ông rất giỏi Mà lại rất có tâm chữa bệnh Người này nói cho người kia Người kia nói cho người nọ Thành ra phòng khám lúc nào cũng chật ních Để khi kêu tên mợ Hai người đứng lên đi nhanh vào trong Bác sĩ cẩn thận khám cho mợ từ da mặt Cổ tay chân Cậu Hoàng hỏi trường hợp vợ tôi thế nào bác sĩ Cái này do bị phỏng à Dạ đúng ạ à. Dựa vào tình hình hiện tại của da Vết thương này cũng chưa lâu có thể điều trị nhưng thời gian cũng tương đối dài yêu cầu phải kiên nhẫn vì trong một vài tháng thì không thể hết được nghĩa là vẫn trị liệu được ở bác sĩ được chứ da này còn non nhiều trường hợp nặng hơn tôi điều trị thành công nên trường hợp này tôi mạnh dạn khẳng định sẽ điều trị với yêu cầu phải thực hiện đúng như tôi can dặn bây giờ tôi kê thuốc vừa uống vừa kết hợp bôi ngày ba lần sáng trưa chiều hoặc tối trong ba tháng đầu vết sẹo mờ đi sau đó đến đây tôi khám lại rồi kê thuốc phù hợp với da trong một năm thấy thay đổi rõ rệt nhưng phải cố gắng để mà kiên trì cậu mợ mừng lắm hai mắt sáng lên không kìm được niềm vui hiển thị trên khuôn mặt ra khỏi phòng khám cậu lái xe chở mợ lòng vòng cho hết sài gòn hoa lệ như là về đêm phố xá nhộn nhịp người qua kể lại đông đến mức mợ muốn hoa mắt luôn đi chơi xong cậu đưa mợ đi ăn sau đó về khách sạn ngủ trên giường cậu gối tay cho mợ nằm mợ mân mê cơ thể cậu rồi hỏi hồi đấy anh có si mê cô nào trên này chưa chưa trả lời thật đi tôi đâu có ghen đâu tôi thấy cô nào cũng đẹp quá trời anh không mê mới là lạ mèo nào chê mỡ đâu chứ vì tôi biết sau này gặp được em nên dưỡng sức đâu dám si mê ai mợ nhanh chóng hiểu cậu đang khịa mình nên mợ đánh vào người cậu thùm thụp cậu chụp tay mợ ghi mợ nằm ngửa ra còn bản thân thì áp đảo trên người mợ hai người nhìn nhau từ từ rút ngắn khoảng cách bằng đũa hôn cháy bỏng đêm đó trong khách sạn có ánh đèn điện màu vàng Cậu và mợ hòa vào nhau Cậu mợ sau đó đi vào bệnh viện lớn nhất Sài Gòn Chuyên khoa sản khám cho mợ Họ nói mợ bình thường đâu có bị gì Mợ mới ngơ ngác Bác sĩ nhầm không ạ à? Thầy lang bắt mạch nói tôi không thể sinh đẻ được mà Ô oh, hay Kết quả siêu âm rành rành đây này Cô không tin lại đi tin thầy lang bắt mạch Cậu hỏi bác sĩ lần nữa Bác sĩ đẩy tờ siêu âm phân tích cho cậu Cậu chăm chú nghe không sót một từ Nhất là trong giấy có dòng kết luận hoàn toàn bình thường bốn chữ khiến cậu dưng dưng nước mắt không phải cậu vui vì sau này có con nối dõi tông đường cậu vui vì khúc mắc lớn nhất trong lòng mợ được gỡ bỏ mợ sẽ không đòi bỏ cậu nữa để yên tâm mợ đi thêm chỗ khác khám lại kết quả y chang họ đều nói mợ bình thường không bị gì lúc đó mợ sung sướng ôm cậu khóc ngon lành tôi không có bệnh tôi sinh được tôi đẻ được tôi mừng quá cậu rơm rớm nước mắt vỗ về mảng lưng run lẩy bẩy của mợ Hai người ôm nhau để khi y tá nhắc nhở mới chịu bỏ nhau ra về Vì quá vui, cậu quyết định không chở mợ về nhà ngay Mà đưa mợ đi chơi khắp ngõ ngách Sài Gòn Rồi đi xuyên những tỉnh thành khác cho mợ biết đây biết đó Mỗi khi đến chỗ nào cậu đều thuê thợ chụp hình lại Tuy bức ảnh không màu Nhưng trong mắt cả hai lấp lánh hơn những vì sao trên bầu trời Hai người về nhà là chuyện của hơn một tháng sau Lúc về đến nơi Nghe chuyện Hương vụng trộm với thằng Nô bị phát hiện Ông Thái đuổi cổ hết hai người họ ra khỏi nhà Có cậu Khiêm ngơ ngơ như vậy Nhìn thấy cậu Khiêm như thế Những oán hận trong lòng cậu Hoàng dần buông bỏ Hơn một tháng sau Tức tròn ba tháng ngày khám trên Sài Gòn Cậu mở đưa nhau đi lê khám lại Dọc đường mỗi thấy khó chịu Người uể oải buồn nôn Mấy lần trước không sao Lần này bị say xe, xe khó chịu thế Hai người dừng vô số lần mới đến được Sài Gòn Khám xong bác sĩ nói tình trạng mỡ thuyên giảm Nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị như ông đưa ra để có kết quả tốt Khám xong mới thấy chóng mặt Ăn gì cũng nô nói Linh tính cậu trở mợ vào bệnh viện khám Bác sĩ nói mợ cô bầu Nghe xong mợ nằm trên giường không tin vào tai mình Hả? Bác sĩ nói tôi có bầu á? Ừ, có rồi nhá Thật không ạ? Tôi có bầu thật không ạ? Chuyện này sao đùa được? Cô nằm im tôi siêu âm nào Tim mợ đập thình thịch Cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để khi bác sĩ khẳng định lần nữa mợ có thai, mợ mới dám tin là sự thực. mợ sờ cái bụng nhỏ của mình hạnh phúc rơi nước mắt Cậu cũng vui như mở Nhưng cậu chợt nhớ những ngày qua Mở điều thoa và uống thuốc kia Cậu lập tức lấy thuốc đem theo đưa cho bác sĩ coi May bác sĩ nói không sao Nhưng để an toàn cho thai nhi nên ngừng bôi Ngừng uống để khi sinh nở xong mới tính tiếp Bây giờ con cái vẫn là quan trọng nhất mợ nhất nhất nghe theo bác sĩ Cất mấy cái vị thuốc không đụng đến Thay vào đó uống thuốc bổ giúp mẹ khỏe thai khỏe Chuyện vui thế ông Thái cũng mừng Còn tổ chức ăn mừng mời mọi người đến chung vui Mợ nhàn để ý sắc mặt bà Vân Thấy bà bình thường Lúc không có ai Bà đem tặng mợ sợi dây chuyền rất đẹp Đây là sợi dây chuyền tôi thích nhất Ông ấy tặng cho tôi Mặt dây chuyền hình uyên ương Ngụ ý tốt lành Đời này tôi không có được người tôi thương Nên tôi tặng nó cho cô Chúc cô với cậu Hoàng trăm năm hạnh phúc Đời đời bên nhau Mở nhìn bà Vân Có chút nghi ngờ sợ bà dở trò à, Tôi ghét những người phụ nữ bám lấy cậu ấy Nhưng tuyệt đối không hại cậu ấy Và giọt máu của cậu ấy Bắt đầu từ hôm nay tôi chôn đoạn tình cảm này xuống đáy lòng Cô nói đúng Có những chuyện ngay từ đầu đã sai rồi Nút áo đầu cài sai Tất cả còn lại bị lệch Nói xong bà đặt sợi dây chuyền lên bàn Rồi rời đi trong tâm thế buông bỏ Vì để an toàn mở nhờ cậu trở đi kiểm tra Nhưng không phát hiện gì có thể bà thực lòng buông bỏ Nghe lại ngày Bụng mỡ ngày một lớn Đi đứng cũng khó khăn Ngày bác sĩ dự đoán là con trai Ông thái khoái chí cười không ngừng Gái ba cũng khoe sắp được ẵm cháu nội Đến ngày tháng mợ hạ sinh cho cậu thằng cu khó khỉnh Đặc biệt thằng cu không giống cậu Không giống mợ Nó lại giống ông nội mới hay Lúc từ bệnh viện về Ông Thái đứng ở cổng chờ cháu Khi thấy mặt thì càng vui sướng Khi cháu nội giống y như mình ông sai người mần gà mình vịt thiết đãi mọi người mấy ngày vui đến mức đi ra đi vào đều nhắc cháu nội cậu hoàng mợ nhàn thấy thế cũng vui lắm biết mợ sinh vợ chồng ông độ đi qua thăm con gái nghe bà độ nói riêng với mợ là hai châm vừa ẵm con về để không bị lộ chuyện mợ là hai châm giả hiện tại hai châm thật sống dưới thân phận mợ hai người hoán đổi thân phận cho nhau với bản tính tham lam bo, Bà độ sợ sau này vợ chồng bà ta có chết thì mợ về chiếm đoạt gia tài Cho nên đưa cho mợ cái tờ giấy viết sẵn với nội dung Không nhận bất kỳ tài sản nào Mợ ghét nhưng vẫn lăn tay cho bà ta yên tâm Bà lại mợ đâu cần Hiện như thế này mợ hạnh phúc lắm rồi Thời gian như thoi đưa Em bé của cậu mợ được ông nội đặt tên Đức Nguyễn Hoàng Minh Đức Đức rất mê ông nội Thích được ông nội ẵm đi lòng vòng trong sân Chỉ cái nọ cái kia Mộ kiêu nội chọc cười Cô cậu khoái trí cười giòn tan Làm cho ông thái âm cháu nội mãi không chán Ông biểu cậu mợ sinh thêm đi Cứ giao đức cho ông giữ Ai biểu cái thằng này giống ông nội như tảng Cái nét cười cũng y chang Hỏi sao ông nội không cưng nhất nhà cho được Khi đức thôi bú cậu mợ đi khám lại Tiếp tục bôi thuốc kèm uống như là bác sĩ đưa Dần dần như vết sẹo mờ dần theo năm tháng Trả lại làn da trơn láng như xưa lúc này mợ tự tin soi gương, tự tin sánh bước bên cậu những buổi tiệc tùng đón khách. tính ra cũng mất mấy năm già đằng đẵng, nhờ cậu kiên trì đưa mợ đi, bồi thuốc cho mợ, trấn an mợ, cậu là động lực lớn nhất để mợ vượt qua mặc cảm bản thân để có kết quả viên mãn như hôm nay. tính ra cũng ngóng ngét gần chục năm chứ đâu ít đâu. còn chuyện người cứu mợ thoát khỏi đám cháy, hôm đó lâm đi hái thuốc thấy cô đám cháy lớn xông vào cứu người lúc đem mợ về mợ lịp đi lâm và cha dốc hết sức mới giữ được mạng mợ sau khi mợ tỉnh và phục hồi sức khỏe cha lâm mới có ý định giữ mợ lại cho con trai mình nên nói dối mợ là mợ không sinh đẻ được nữa Với bộ dạng xấu xí lại thêm không sinh con cho nên mợ mới không về tìm cậu không muốn làm ảnh hưởng cậu nhưng nhân duyên hai người chưa cạn vô tình gặp nhau trở về bên nhau sau đó cậu đưa mợ đến tạ ơn cha con của lâm nhưng họ ái ngại chuyện lừa dối mợ Nên sau này khi cậu mợ đến Họ đều đóng cửa giả bộ không có nhà Mợ hiểu nên để quà cáp trước cửa rồi đi về Ông Thái ngày càng lớn tuổi Ông giao mọi chuyện làm ăn cho cậu quản lý Hàng ngày ông ở nhà chăm sóc cây cảnh Chơi với cháu nội Cậu Bình học xong Nhưng cậu không về nhà mà làm trên tỉnh Thi thoảng mới về ít hôm rồi đi Cậu khiêm tinh thần đỡ hơn Nhưng lâu lâu lên cơn cho nên chưa thể làm gì Cậu Hoàng nói đợi cậu Khiêm khỏi, giao cho cậu Khiêm quản lý mấy cái xưởng nhỏ. Chuyện cũ qua rồi không nên nhắc, dù sao cậu ấy cũng là em trai cậu. Cậu Hoàng không biết, những lời đó cậu Khiêm nghe được hết. Cậu âm thầm quay đi chỗ khác lau nước mắt. Lương tâm cậu cắn rứt vì ngày xưa làm quá nhiều chuyện sai trái, mưu đồ giết cha hại anh trai, nên bây giờ mới nhận hậu quả không được bình thường. Ở đời có vai át có trả, đó là luật nhân quả. Một năm sau Mợ tiếp tục sinh cho cậu Hoàng thằng cu Lần này nhóc giống cậu Hoàng như cắt mặt để sang Cái nét ngủ cũng y chang cậu Khỏi nói thì biết cậu Hoàng thích thế nào Dành luôn cả phần đặt tên cho con trai Cái gì cũng tranh Nào là bế bồng ru ngủ đi tè đi nặng Cậu cũng dành hết Ai biểu giống cậu Làm cậu không muốn xa dây nào Đứa thứ hai vừa tròn năm Mợ cấn bầu Cứ như vậy đến đứa thứ tư Cậu bàn với mợ ngừng được rồi không đẻ nữa Tuy mợ sinh đẻ dễ dàng nhưng cậu nói sinh nhiều hao tổn sức khỏe Thế mà mợ không nghe Đến đứa thứ năm cậu làm căng mợ mới chịu Nghĩ thì nghĩ Em để em không sợ mà anh cứ sợ thế nhở Đông con mới vui cửa vui nhà chứ Năm đứa đủ rồi vợ ơi Bác sĩ nói sinh nhiều sức khỏe yếu đi đấy Bác sĩ nói ngược Em thấy anh mới là người yêu đi thì có Mợ cười tủm tìm trêu cậu Có người tối sầm mặt mũi hăm dọa Được Yếu hay không đêm nay em biết hậu quả Mợ vầy mặt bướng bỉnh như ngày nào xin mời đây lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp chỉ lo đằng đó thôi em đừng có mạnh miệng đêm nay xem anh phục vụ em thế nào cứ đợi đấy cái đồ xinh đẹp ạ à. mợ cười khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc hồ nhân hoán đổi đóng giả cô dâu nhưng đời này của mợ lấy đúng người đúng thời điểm cậu cũng thế kiếp này của hai người chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau đúng người đúng thời điểm đúng một chữ tình không nhạt không phai và các bạn thân mến, đến đây thì bộ truyện của chúng ta đã kết thúc rồi. À, các bạn cảm nhận như thế nào? Chia sẻ lại dưới phần bình luận cho Mai biết nhé. Cũng như đừng quên đăng ký kênh, tiếp thêm động lực cho Mai cũng như tìm chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.